Hello, xin chào mọi người. Lại gặp nhau rồi đúng không ạ? Vâng, chào mọi người. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Xin lỗi mọi người, hôm nay em lên muộn vài phút, có chút việc. À, nhiều việc quá. Tôi đến là lúc nào cũng vội. Vâng. Rồi, chào mọi người. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có nhiều cái hay hơn khi chúng ta nhìn vào chỉ số trên máy chẩn đoán. Tức là những cái cảm biến này chúng ta chỉ bỏ ra trong khoảng 1 phút thôi. 1 phút là chúng ta biết nó sống nó chết rồi. Và có thể nhìn thấy nó biết nó đứt ở đứt dây nào luôn. Và anh em nhìn muốn chúng ta nhìn trên máy chẩn đoán là chúng ta biết được nó đứt dây nào không? Và sau này chúng ta muốn đứt biết đứt dây nào xong đó chúng ta chỉ việc mở cái phần sơ đồ ra là chúng ta sẽ tìm thấy ngay nó ở đâu. Được ạ? Chúng ta chỉ cần kiểm tra một dây, 1 đến 2 sợi dây là xong thôi, đúng không ạ? Vâng, chào mọi người có nhìn được không ạ? Ở đây thì em đang xem thấy nó rất là nét. À, buổi hôm nay chưa kịp chuyển lên trên phòng trên vì ở trên phòng trên đang dọn, và thứ hai nữa là không có mạng internet ở trên đấy, sợ là khi kéo cái công cụ này lên trên phần tầng trên thì nó lại bị mạng nó kém, sợ không không xem được. Thì buổi ngày mai chúng ta sẽ sâu sâu cho mọi người xem cái phòng đào tạo đang sửa sang bên này. Vâng. Vâng, chào mọi người. Thì chúng ta sẽ buổi ngày hôm nay sẽ hướng dẫn mọi người cách chúng ta nhìn chỉ số trên máy chẩn đoán, và tất cả những cái cảm biến chúng ta chỉ nhìn nhìn qua trên máy chẩn đoán là chúng ta đã biết được nó sống nó chết rồi. Nếu muốn để xác định nó sống nó chết thì cực kỳ đơn giản thôi. Còn sau này chúng ta phân tích vào những chỉ số để chúng ta biết được là lỗi liên quan đến cơ khí, liên quan đến nhiên liệu, liên quan đến cao áp thì chúng ta phải nhìn vào những chỉ số nào. Thì tất cả nó là những chỉ số logic, tức là chúng ta phải hiểu được từng cảm biến một nó đang hoạt động ở trạng thái nào để chúng ta ra kết luận được là nó lỗi liên quan đến phần cơ khí, liên quan đến nhiên liệu hay là phần cao áp, để chúng ta cần chỉ số đó, đúng không ạ? À, mọi người mờ quá, anh kiểm tra lại xem nào. Ở đây em đang xem cùng với wifi luôn thì nó nét. Đúng không ạ? Anh kiểm tra lại mạng của mình xem, anh em xem ok không ạ? Anh em ok thì chúng ta comment ok. Vâng. Sau những buổi này thì chúng ta bắt đầu đi sâu vào chỉ số trên máy chẩn đoán, tức là chúng ta sẽ nhìn vào máy chẩn đoán để giúp cái công cụ để giúp chúng ta hữu ích cho chúng ta cái việc mà chúng ta phân tích và nhìn về chỉ số, hay là nhìn về cảm biến, hay nhìn về đường dây, đúng không ạ? Và mọi người nhìn qua cái video xem có bị nhòe, bị mờ không thì mọi người comment lại nha. Có bị mờ không ạ? Có một số anh em nói là mờ. Hiện tại ở đây thì em đang thấy nét, xem nét ok luôn đúng không ạ? Xem nét luôn. Rồi, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu vài lốt về hai cái cảm biến nhiệt độ. Hai cảm biến nhiệt độ thì cực kỳ đơn giản rồi, hôm qua giới thiệu mọi người. Nó cũng rất là dễ. Và sau đó chúng ta sẽ nhìn với chỉ số của cảm biến TB. Cảm biến đấy nó liên quan đến cái phần hoạt động của xe rất là nhiều. Và chúng ta sẽ kiểm tra được ngay. Chúng ta sẽ kiểm tra được ngay là nó lỗi liên quan đến dây tín hiệu, liên quan đến dây nguồn, liên quan đến dây mát. Chúng ta có thể nhìn trên máy chẩn đoán là chúng ta đã biết được dây nào rồi. Đó. Rồi dây cảm biến hôm qua thì hôm qua cảm biến nhiệt độ này thì đã chia sẻ mọi người cách chúng ta nhìn nhanh trên máy chẩn đoán để chúng ta biết được đứt dây. Dây nguồn, dây tín hiệu hay là dây mát chúng ta đều nhìn thấy ngay rồi, hoặc là chập dây hay lỗi cảm biến chúng ta đều nhìn thấy ngay trên máy chẩn đoán. Còn nếu chúng ta làm bằng bằng thủ công thì nó rất là khó. Cái phương pháp làm việc của em thì ít khi em sử dụng bằng thủ công, nên là mọi người có thể một số anh em thấy nó không không phù hợp với mọi người. Còn em thì khuyến cáo mọi người nên sử dụng máy máy nào cũng được. Được, máy chẩn đoán máy nào cũng được. Còn riêng em thì em phân phối máy chẩn đoán Smartoon rồi. Anh em nào có nhu cầu làm đại lý thì liên hệ bên em nhé. Đó, ok, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu tiếp tục đến cái phần cảm biến. Thì hôm nay chúng ta tìm hiểu sâu hơn về cảm biến một chút, là chúng ta hiểu cái nguyên lý hoạt động nó rồi. Rồi chúng ta sẽ tìm hiểu vì sao nó báo lỗi đúng không ạ? Chúng ta phải hiểu vì sao nó báo lỗi. Tại sao báo lỗi đúng không ạ? Đó là cái vấn đề chúng ta cần quan tâm. Và cái lỗi nếu 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 chúng ta thấy được là cái lỗi liên quan đến ví dụ như là nó ảnh hưởng đến cái hệ thống sau này, ví dụ như là hệ thống nhiên liệu. Vì xe chạy tốn xăng, xe chạy hụt giật thì đấy là những cái phần mà chúng ta cần phân tích ở sau này, đó liên quan đến logic đúng không ạ? Rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu vào luôn nhá, không kéo dài thời gian của mọi người. Hôm nay chậm vài phút rồi. Rồi chào mọi người hãy chia sẻ cái video này nhá. Hiện tại em thấy rất nhiều
nơi đào tạo về hệ thống FI thì không biết có nên tiếp tục không, thì em thấy có nhiều anh em chia sẻ cũng rất là hay, thì thôi mình cũng rút cho anh em làm không biết thế nào, đúng không? Em thấy khá nhiều nơi đào tạo cũng rất là hay, đúng không? Rồi xem anh em tình hình nào, còn không có thể là em sẽ rút để một số anh em chúng ta chia sẻ, thì cũng có rất nhiều cách chúng ta nên học nhiều nơi, thì nhiều có nhiều cái phương pháp, nhiều cái hay, rất là hay. Rồi chúng ta tiếp tục buổi ngày hôm nay nhá. Rồi thì hôm qua chúng ta phân tích cho mọi người thì cảm biến nhiệt độ, thì hôm nay chúng ta sẽ làm rõ hơn về nó. Để kiểm tra nó, để biết nó sống chết thì nó quá đơn giản rồi, đúng không ạ? Thì chúng ta cũng tìm hiểu, và bây giờ chúng ta cũng biết được là lỗi liên quan đến cảm biến, hay liên quan đường dây, hay là liên quan đến lỗi của ESM. Vâng, cái việc không báo lỗi thì chúng ta phải biết được. Vâng, được không ạ? Thì mọi người sẽ thấy được ở đây chúng ta sẽ có ba cái phần phân tích để chúng ta hiểu được cái lỗi nó do phần nào, đúng không? Còn ảnh hưởng thì chúng ta chưa tìm đến. Cái ảnh hưởng thì nó sẽ liên quan đến phần nhiên liệu, phần cao áp và van ECV. Đấy là những cái phần cơ cấu chấp hành, nó sẽ lấy tín hiệu đầu vào. Thì cảm biến ECD của chúng ta rất quan trọng trong cái vấn đề là tín hiệu đầu vào, rất quan trọng để nó xác định được cái nhiệt độ động cơ chúng ta là bao nhiêu, để tính toán được cái thời gian phun, hoặc cũng như là cái việc góc đánh lửa của chúng ta như thế nào. Vâng, chúng ta sẽ cùng phân tích nhá. Hôm qua chúng ta lỗi liên quan đến cảm biến thì chúng ta có thấy nó đơn giản không? Bây giờ để kiểm tra được cảm biến, tí nữa chúng ta sẽ làm rõ hơn vấn đề này. Vâng, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Nếu có lỗi liên quan đường dây thì chúng ta cực kỳ đơn giản. Hôm nay sẽ hướng dẫn mọi người cách chúng ta nhìn trên sơ đồ luôn nhá. Cái việc mọi người sẽ thấy được là trên máy chẩn đoán là có thực tế là loại cảm biến 2 dây và loại cảm biến 3 dây. Thì 3 dây của cảm biến ECT nó không phải là loại cảm biến 3 dây mà em đã phân tích. Hôm nay chúng ta sẽ học tìm hiểu về loại cảm biến 3 dây, đó là cảm biến TB. Thì chúng ta sẽ nhìn trên máy chẩn đoán, chúng ta sẽ biết được TB nó đang ở trạng thái nào, đứt dây nào và nó báo ra làm sao. Lỗi cực kỳ nhanh, chúng ta chỉ cần bỏ ra khoảng 1 phút là chúng ta có thể hiểu được cảm biến nó đang sống hay chết và nó ảnh hưởng như nào đằng sau này, đúng không? Vâng, thì chúng ta sẽ thấy được tiếp tục là hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp này, cái giả lập, cái tín hiệu giả lập để giải hợp được tín hiệu cảm biến TB ECT ấy, thì cực kỳ đơn giản. Mọi người có thể sử dụng điện trở cố định, hoặc là với em thì em sử dụng phương pháp đó là sử dụng con biến trở. Hôm trước chúng ta học linh kiện điện tử cơ bản rồi, thì giới thiệu mọi người đó là một con biến trở. Thì mọi người chỉ cần chuẩn bị cho em một con biến trở là chúng ta giả lập được tất cả các loại cảm biến trên xe, và chúng ta không cần phải dự trữ nhiều loại cảm biến nữa, vì mỗi một cảm biến thì nó mỗi một điện trở nó sẽ có một giá trị khác nhau. Thì chúng ta chỉ cần sử dụng một con biến trở khoảng 10k là mọi người có thể giả lập được tất cả loại cảm biến trên xe rồi, đó. Thay vì chúng ta sử dụng quá nhiều thì ở đây chúng ta đều làm được. Vâng, đúng không ạ? Rồi thì hôm qua giải thích cho mọi người là cái lỗi cả cảm biến 3 giây và cảm biến 2 giây, đúng không ạ? 3 giây bản chất là một cái giây nó sẽ lại báo nhiệt ở trên đồng hồ của chúng ta. Ví dụ như cái cảm biến nhiệt độ, mọi người thấy được là những cái xe nào mà có kim nhiệt, kim báo nhiệt thì tức là cái loại cảm biến đấy nó sử dụng 3 giây. 3 giây này nó không liên quan đến, nó là bản chất là nó sử dụng hai con điện trở khác nhau, hai con biến trở khác nhau nha, không dùng chung với nhau. Thì mọi người sẽ nhìn thấy một con biến trở 2 giây chính là cái biến trở mọi người hay sử dụng ở cái loại biến trở 2 giây như vậy. Còn một cái loại có biến trở 3 giây, cái loại một con biến trở rời ấy, mọi người sẽ thấy được là nó chỉ báo liên quan đến cái nhiệt độ trên đồng hồ. Mọi người thấy cái đồng hồ ở trên đồng hồ táp lô của chúng ta ấy, có cái loại nào có kim sử dụng báo nhiệt thì nó sẽ là loại sử dụng cảm biến nhiệt 3 giây, đúng không ạ? 3 giây. 3 giây đúng không ạ? Mọi người hình dung không ạ? 3 giây. Rồi. Rồi mọi người hình dung ra được 3 giây không ạ? Cái giây này chính là cái từ đồng hồ đi xuống. Và cái dây này mọi người có thể lấy cái chân ở trên e xe, trên cảm biến nhiệt độ 3 giây ấy. Để chờ một chút em lấy con cảm biến nhiệt độ 3 giây. Thì mọi người thấy sẽ thấy được cái ba giắc ở trên 3 giây ở trên cảm biến này. Thì có một dây nó sẽ đo, mọi người sẽ đo ở đây. Xem có loại 3 giây nào không nhỉ? Qua cho mọi người nhìn. 3 giây. Rồi mọi người kiểm tra lại mạng mình nhé. Ở đây em kiểm tra nó mạng rất là tốt, xem bình thường nhá. Rồi với cái bạn loại 3 giây ấy, mọi người để ý này, loại 3 giây thì em không quan tâm nó là chân nào đâu, cực kỳ đơn giản. Cái này thì để xác định cho mọi người hiểu thôi. Có một cái chân mà mọi người thấy được là cái loại 3 giây này là chính là chân báo nhiệt. Thì mọi người có thể lấy, mọi người nhìn qua cái sơ đồ này. Nhìn qua sơ đồ này mọi người thấy được đây là nó là một con biến trở thôi. Thì mọi người có thể lấy cái chân tín hiệu này, nó là màu xanh xanh lá cây, sọc xanh bờ u này. Màu xanh, cái này ở đây hình của em đang bị che mất rồi. Thì mọi người lấy cái chân tín hiệu của cảm biến nhiệt độ báo
của cái đồng hồ ấy, ở trên đồng hồ tắp lô ấy, một cái dây này, thì mọi người có thể lấy cái chân đấy dí ra mát được nha. Thì lúc đấy đồng hồ kim báo nhiệt nó sẽ lên, kim báo nhiệt nó sẽ lên nha, kim báo nhiệt sẽ lên. Thì cái đấy mọi người kiểm tra được cách bằng cách kiểm tra được cái phần kim đồng hồ chúng ta trên đồng hồ nha. Nó chỉ mục đích cái một cái dây này nó chỉ báo liên quan đến báo cái nhiệt ở trên đồng hồ chúng ta mà thôi. Cái dây này mọi người nếu muốn kiểm tra nó ấy, thì mọi người có thể đo biết xác định được là nếu con cầm mọi người cầm cầm cái dây nha, cầm con nhiệt độ cảm biến nhiệt độ như này, mọi người muốn xác định được nó thì cực kỳ đơn giản. Thì mọi người sẽ thấy được có hai cái dây, hai cái ba cặp này, nó ba chân đúng không ạ? Hai chân mọi người sẽ đo điện trở nhá, đo điện trở thì nó sẽ ra được giá trị điện trở với nhau. Có một chân mọi người đo mà một cái chân còn lại này, mọi người đo với cái vỏ này, cái thân cảm biến này thì mọi người sẽ đo được nó ra điện trở, thì chính là con này nó sẽ là nhiệm vụ nó báo cái, nên báo nhiệt lên trên đồng hồ nhá. Cái đồng hồ báo nhiệt ở trên đồng hồ táp lô ấy thì chính là con đấy nó báo và điều chỉnh cái điều đồng hồ kim nhiệt của chúng ta đấy, đó là như vậy. Vâng, có một số anh có nhìn được không ạ? Đây em nhìn rất là rõ. Mọi người kiểm tra lại xem cái phần của tín hiệu của mình được không ạ? Mọi người nhìn được không? Tí nữa xem có câu hỏi tại sao nó báo lỗi nhá. Còn bây giờ chưa hỏi vội. Tại sao nó báo lỗi nhá? Các anh kiểm tra lại. Các anh kiểm tra lại mạng xem ở đây em thấy xem thì vẫn hoạt động bình thường nhá. Mọi người kiểm tra lại mạng. Ok, có anh em nói ok rồi, nét căng rồi. Thì bây giờ chúng ta tiếp tục nha. Rồi bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu này. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu như này nhá. Rồi chúng ta, anh nào mà mờ vậy thì anh em kiểm tra lại cái mạng của mình nhá. Còn một số anh em đều nói là nét thì tức là nó rất là nét rồi. Rồi, bây giờ chúng ta cùng kiểm tra lại này. Cái cách mà chúng ta kiểm tra trên máy chẩn đoán nhá. Còn tí nữa em sẽ giải thích sâu hơn về cái vấn đề là tại sao nó báo lỗi và chúng ta kiểm tra như nào. Thì bây giờ mọi người hình dung trên máy chẩn đoán này, để chúng ta xác định được cái lỗi liên quan đến đứt dây thì chúng ta sẽ nhìn trên máy chẩn đoán nó sẽ báo nhiệt độ rất là thấp. Tí nữa sẽ tìm hiểu cho mọi người, mỗi một cảm biến chúng ta cần quan tâm đến hai chỉ số. Một chỉ số đó là nhiệt độ và thứ hai đó là điện áp. Thì cái việc mọi người đừng quan tâm đến cái việc điện áp này, thì bây giờ mà quy đổi ra cái kiểu dạng là nhiệt độ và điện áp nó tỷ lệ nghịch với nhau ấy thì nó rất là khó hiểu. Nên là em sẽ chia sẻ cho mọi người bằng cách là chúng ta hiểu là như thế này. Chúng ta hiểu như này là chúng ta sẽ nhìn trên máy chẩn đoán thấy báo nhiệt độ âm thì tức là nó đã đứt một trong hai cái dây nhá. Cái cảm biến chúng ta là hai dây nhá, loại hai dây, thì tí nữa sẽ giải thích cho mọi người tại sao chúng ta biết được nó đứt dây, đúng không ạ? Chút nữa sẽ thấy. Vâng, chút nữa sẽ thấy nhá, em giải thích cho mọi người. Đây là em sẽ giảng lại một chút, vài phút để chúng ta giảng lại bài học bài cũ hôm trước. Thì mọi người kiểm tra trên máy chẩn đoán chúng ta chỉ nhìn trên thông số của chúng mọi người để ý này, chúng ta chỉ cần quan tâm đến con số nhiệt độ thôi. Cái việc quy đổi này do ESM nó đổi rất là chính xác. Còn nếu nó sai bên trong ấy thì nó liên quan đến phần mềm của ESM. Được ạ? Liên quan đến thuật toán ở trong phần mềm thì chúng ta bỏ qua. Cái việc ở đây chúng ta cần quan tâm đó là gì? Chúng ta nhìn trên máy chẩn đoán, chúng ta quan tâm đến cái chỉ số đó là nhiệt độ. Còn cái điện áp để cho ESM nó hiểu, mình không cần hiểu cái điện áp. Được ạ? Anh em nào mọi người cứ quan tâm là chỉ số nhìn trên máy chẩn đoán ấy nó sẽ hiển thị như nào. Thì mọi người chúng ta ngày mai ấy, mọi người nên có mua một chiếc xe về. Em khuyên mọi người lên mua một chiếc xe về, ví dụ như là một con SR, một con Nit đời cũ ấy, nó vài triệu đồng thôi. Mọi người trải nghiệm nó đi, sau đó mọi người bán nó không vấn đề gì hết. Được không? Nhưng mọi người sẽ hiểu ra rất nhiều điều. Được không? Rồi thì chút nữa sẽ giải thích cho mọi người về sơ đồ. Được không? Chút nữa sẽ giải thích cho mọi người sơ đồ, đo kiểm trên sơ đồ luôn. Được không? Rồi bây giờ mọi người sẽ nhìn chỉ số nhá. Khi chúng ta nhìn trên máy chẩn đoán, cái phương pháp của em là làm việc trên máy chẩn đoán nhá, để chúng ta loại trừ nó rất là nhanh. Còn nếu việc làm theo kiểu thủ công ấy, nó rất mất thời gian. Cái đấy thì mọi người có thể lên trên mạng, mọi người xem, chia sẻ, rất nhiều anh em chia sẻ. Còn đây em chia sẻ mọi người cách mà chúng ta nhìn phân tích trên máy chẩn đoán để chúng ta xác định nó nhanh nhất có thể. Đúng không ạ? Chuẩn 100% luôn nhá. Không có vấn đề gì khác. Chúng ta nhìn trên máy chẩn đoán là gần như chuẩn 100% luôn. Hoặc đến 98% đi. Cho nó 100% thì nó hơi cao quá. Cho nó khoảng 98%. Rồi ok, mọi người sẽ nhìn trên máy chẩn đoán. Mọi người cứ nhìn trên máy chẩn đoán thấy nhiệt độ âm rất là thấp thì tức là cái việc là đường dây chúng ta đang bị đứt hoặc là cảm biến chúng ta bị đứt. Thì chút nữa sẽ giải thích cho mọi người chúng ta kiểm tra như thế nào để xác định được đường dây, xác định được ESM, xác định được cảm biến. Đúng không ạ? Rất đơn giản. Rồi mọi người sẽ nhìn thấy tiếp theo này, đây là đứt nhá, đứt dây nhá, đứt một trong hai dây đều báo như vậy nhá. Đứt một trong hai dây đều báo như vậy, đều báo như là báo âm nhiệt độ trên máy chẩn đoán. Đúng không ạ? Thứ hai là chúng ta thấy được là cái tình huống thứ hai là cái tình huống bị chạm chập hoặc là cái việc cảm biến hoặc là nhiệt độ của chúng ta quá cao. Có một số anh em thấy được cái xe vision không? Cái xe vision ấy, khi xe chúng ta thấy được là đi xe bị hết dầu thì cái nhiệt độ của trên máy chẩn đoán nó báo về khoảng hơn 200 độ C. Hơn 200 độ C luôn. Đúng không ạ? Thì chúng ta nhìn trên máy chẩn đoán và lúc đấy cái xe đấy không đi được nữa.
Nó sẽ làm sao? Nó sẽ báo và nó sẽ gây ra hiện tượng đi hụt giật hoặc là chết máy không đi được, mất cao áp không đi được. Đó là như vậy. Nó là mục đích là liên quan đến mức độ an toàn thôi. À, mọi người hình dung chưa? Nếu chúng ta trên nhìn trên máy chẩn đoán mà nó báo là gì ạ? 150 độ hoặc là nhiệt độ cực kỳ cao. Trên 150 độ nhá. Mọi người hình dung ra nếu một xe mà có ví dụ như xe Vision nó báo 110 120 độ là chuyện bình thường nhá. Vì cái xe đấy là nhiệt độ đang rất là nóng, xe rất là nóng. Nó lên hơn 100 độ là bình thường. Còn xe nước làm mát mà chúng ta thấy được nó lên trên 100 độ là bắt đầu có vấn đề rồi. Đó, trên 100 độ là có vấn đề. Còn bình thường nó sẽ dao động ở dưới 100 độ. Đúng không ạ? Loại xe nhiệt độ mà mọi người hình dung này, cảm biến ECT là loại cảm biến là những xe có nước làm mát. Và những xe đấy nếu cái nhiệt độ ấy nó sẽ thấp dưới 100 độ C. Còn nếu mà trên 100 độ C là bắt đầu đường nước làm mát chúng ta có vấn đề. Đúng không ạ? Hoặc dầu máy chúng ta đang có vấn đề. Thế nên là mọi người hình dung nhá. Còn đối với những cái xe không có nước làm mát, ví dụ như là xe Way, xe Future, đúng không ạ? Xe Vision không có nước làm mát thì những cái đấy là nhiệt độ dầu động cơ thì nhiệt độ đấy nó sẽ cao hơn trên 100 độ C là chuyện bình thường nhá. Các anh em để ý nhá. Nó không phải là lỗi đâu, nó trên 100 là chuyện bình thường. Đúng không ạ? Rồi, đấy là những cái chỉ số mọi người sẽ nhìn trên máy chẩn đoán. Nếu nó nhìn trên số trên máy chẩn đoán mà nó báo trên 100 độ C trở lên thì tức là đường dây của chúng ta bị chập hoặc là cái nhiệt độ của chúng ta quá nóng. Lúc đấy cái nhiệt độ của cảm biến của chúng ta nó trở thành dây dẫn. Đúng không ạ? Rồi mọi người sử dụng máy nào cũng được nhá, máy nào cũng đọc được chỉ số này. Được không ạ? Rồi cái quan trọng mọi người hình dung này, cái cảm biến nhiệt độ của chúng ta ấy là nó như thế nào là chuẩn. Đầu tiên cái vừa rồi là chia sẻ mọi người cách chúng ta nhìn trên máy chẩn đoán để chúng ta xác định được cái lỗi nó báo đèn. Còn bây giờ là cái liên quan đến cái lỗi không báo đèn, không báo đèn. Chúng ta làm lại một lần lại một chút cái bài học nhá. Không liên quan đến không báo đèn. Thì không báo đèn chúng ta làm thế nào để chúng ta biết được lỗi liên quan đến cảm biến? Cái này thực tế là lỗi liên quan đến cảm biến rồi, lỗi trong giải rồi. 90% lỗi liên quan đến cảm biến là lỗi trong giải. Lỗi này sẽ không báo đèn và nó gây ra hiện tượng ví dụ như là nó báo nhiệt độ về ECM cao hơn so với thực tế thì cái xe của chúng ta sẽ gây ra hiện tượng thiếu xăng, khó khởi động hoặc là ì máy, yếu máy. Đó là những cái phần yếu tố như vậy. Còn nếu cái nhiệt độ của chúng ta thấp hơn so với thực tế của xe, nó báo về thấp hơn thực tế của xe thì liên ra hiện tượng là tốn xăng, đen buji và hay chết buji. Đó là như vậy. Thì mọi người hình dung ra như nào? Có nhiều anh em hỏi là bây giờ nếu nó báo sai với thực tế thì làm thế nào? Thì theo mọi người bây giờ có câu hỏi nhá. Thế nếu bây giờ cái cảm biến này nó báo về sai với thực tế thì chúng ta làm thế nào? Đúng không ạ? Có anh em nào đi sửa cảm biến không? Câu hỏi nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tương tác với nhau. Em sẽ đến bây giờ chúng ta đến với những cái phần tương tác thì mọi người sẽ không hiểu phần nào, mọi người comment lại em sẽ giải thích cho mọi người cái phần hiểu cái vấn đề này nó sâu hơn. Còn bình thường để giải ở trên online này nó sẽ không được sâu sát đối với mọi người. Thế nên mọi người không hiểu, mọi người cứ comment lại bình luận ở phía dưới em sẽ giải đáp cho mọi người. Còn những cái buổi trước không liên quan thì không phần hỏi đáp thì em ít khi em đọc cái bình luận của mọi người. Còn bây giờ chúng ta tương tác thì mọi người comment lại nhá. Rồi có một số anh em nói là thay đúng không ạ? Rồi, mọi người hình dung nhá, cách riêng cảm biến của chúng ta nếu nó sai với thực tế thì chúng ta bỏ luôn, chúng ta không cần kiểm tra gì nữa, đừng có việc đi đo cái điện trở nhá. Mọi người hình dung nhá. Rồi, cảm biến nhá, mọi người hình dung ra cảm biến chúng ta nếu nó lỗi, xảy ra lỗi sai với thực tế chúng ta bỏ luôn, chúng ta không cần phải đi đo nữa nhá. Không cần đo nhá, không cần đo. Được chưa? Rồi bây giờ cái lỗi trong giải và lỗi ngoài giải anh em chưa hiểu đúng không ạ? Bây giờ em sẽ giải thích cho mọi người cái lỗi trong giải là gì và lỗi ngoài giải là gì. Và chúng ta sẽ tìm hiểu ở trên cái phần sơ đồ. Trước khi chúng ta tìm hiểu về việc phần lỗi trong giải và lỗi ngoài giải, em sẽ giải thích cho mọi người sâu hơn và một chút. Đó là chúng ta sẽ đọc cùng qua sơ đồ nhá. Chúng ta sẽ tìm hiểu cái phần này như này. Rồi giả lập thì đơn giản rồi. Mọi người sẽ nhìn thấy cái hình ảnh này, đây gọi là giả lập. Chúng ta chỉ việc sử dụng 2 giây thôi. Rồi ok. Anh em nói là bây giờ nó sai giá trị thì thay thôi. Rồi ok, chúng ta thay nhá. Riêng cảm biến đừng đo cái gì cả. Rất nhiều em thấy rất nhiều anh em đi đo cái điện trở của cái con cảm biến này. Rất nhiều anh em đo cái điện trở bên trong nó chả giải quyết được vấn đề gì cả. Mọi người có biết nó nhiệt độ nó bao nhiêu đâu, đúng không ạ? Rồi bây giờ câu hỏi này để cho anh em hiểu biết là vì sao. Rồi mọi người câu hỏi này, vì sao xe báo lỗi số 7, tức là cái mã lỗi liên quan đến cảm biến nhiệt độ ECT ấy, thì kêu mọi người bây giờ vì sao nó báo lỗi? Câu hỏi nhá, để mọi người làm rõ hơn cái vấn đề là lỗi trong giải và lỗi ngoài giải. Thì bây giờ câu hỏi là gì? Vì sao xe báo lỗi? Xe nó có xe có ECM có hiểu được là lỗi đứt dây không? ECM có hiểu đứt dây không? Theo mọi người ECM có hiểu đứt dây không? Có hiểu chập dây không? Có hiểu hỏng cảm biến không? Theo mọi người thì ECM nó làm thế nào để nó báo lỗi? Vì sao nó báo lỗi, mọi người phải hiểu cái vấn đề này. Vì sao nó báo lỗi thì lúc đấy chúng ta mới hiểu được sâu hơn về tất cả cái vấn đề cảm biến nhá.
Câu hỏi là bây giờ vì sao xe báo lỗi số 7? Ví dụ đây là số 7 vì chúng ta đang quan tâm đến đang học đến cảm biến ECD, cảm biến nhiệt độ thì nó sẽ báo mã lỗi số 7 đối với dòng Honda. Thì bây giờ câu hỏi là vì sao nó báo mã lỗi số 7? Mọi người phải comment nhá. Tương tác nhá. Tương tác này thì cái này chúng ta hiểu được con cảm biến nhiệt độ này rồi thì chúng ta sang con cảm biến nhiệt độ IET nó rất là nhanh, sau đó chúng ta chuyển sang TB. TB nó mới hay. Mấy con cảm biến này thì nó không hay. Vì nó là chỉ số tĩnh, nó rất đơn giản. Rồi bây giờ chúng ta phải hiểu vì sao nó báo lỗi, đúng không ạ? Vì rất nhiều anh em nói là comment là đứt dây hoặc là hỏng cảm biến, đúng không ạ? Thì bây giờ mọi người cho câu hỏi này, thì ECM nó có biết đứt dây không? ECM nó có biết đứt dây không? ECM nó có hiểu là bây giờ cái sợi dây này bị đứt không? Ví dụ như bây giờ ECM nó có hiểu cái sợi dây này bị đứt hay là cái cảm biến nó bị hỏng hay là cảm biến này bị chập không? Nó hiểu bằng cách nào? Theo mọi người hiểu là mà hiểu ECM nó hiểu cách nào? Khi chúng ta hiểu cái vấn đề là ECM nó hiểu bằng cách nào ấy, chúng ta mới hiểu được. Đúng không ạ? Giống như em nói rồi. Cái câu nói là gì? ECM nó chỉ hiểu điện áp, nó không hiểu một cái vấn đề gì khác, đứt dây hay chập dây. Bây giờ em cứ em cắt dây em bỏ đi, nhưng mà em đưa cho một cái điện áp vào trong đấy nó vẫn hiểu được ngay, đúng không ạ? Rồi. Rồi, đúng không ạ? Quan tâm nhá. Rồi, lỗi ngoài giải, nhiều anh em nói là lỗi ngoài giải, nhiều anh em nói đứt dây thì bây giờ câu hỏi là ECM làm sao nó biết được nó giải hay ngoài giải, hay là ECM nó biết làm sao nó đứt, biết làm sao nó hiểu làm sao đứt dây. Rồi, có một số anh em đã bắt đầu comment dần dần hiểu được vấn đề. Cách em chia sẻ đó là gì? ECM nó phải hiểu được cái gì, đúng không ạ? Rồi, ok, có nhiều anh em như anh Nam, anh Giang đúng không ạ? Comment rất là hay, rất là chính xác, đó là gì ạ? Ở trạng thái 0V và 5V, tức là điện áp quá cao và quá thấp, đúng không ạ? Mọi người lưu ý nhá, ECM nó chỉ hiểu con số điện áp chứ nó không hiểu cái vấn đề là đường dây chúng ta là cái gì cả. Nó có hiểu đường dây đâu, nó có hiểu là cảm biến chúng ta là cái gì đâu, nó không hiểu gì hết. Nó chỉ quan tâm là ở tại chân số đấy nó là bao nhiêu vôn. Vâng. Rồi mọi người hình dung ra nhá. ECM nó chỉ hiểu là chỗ đấy bao nhiêu vôn, được chưa? Chân đấy bao nhiêu vôn thì là nó sẽ hiểu được là nó báo lỗi. Rồi bây giờ mọi người sẽ cùng tìm hiểu nhá. Chúng ta cùng quay trở lại cái vấn đề ở đây. Rồi mọi người nhìn thấy cái hình bên tay trái của em ạ, trên màn hình mọi người đang nhìn này. Rồi mọi người hình dung nhá, chúng ta quan tâm đó là điện áp nhá, tín hiệu điện áp. Đừng quan tâm đến cái việc là đường dây hay ngoài giải. Ngoài giải nó rõ ràng rồi, đấy ngoài giải là đấy là cách chúng ta nói chuyện với nhau. Còn ECM nó không hiểu cái ngoài giải là cái gì hết. Rồi bây giờ mọi người hình dung nhìn bên tay trái màn hình mọi người đang nhìn đúng không ạ? Có nhìn được không cái phần này không? Rồi. Rồi, tín hiệu là gì? Tín hiệu điện áp nhá, điện áp. Quan tâm là điện áp, con số điện áp, nó chỉ vài số thôi. Bây giờ mọi người nhìn quan tâm con nhìn bên trái ạ, nhìn bên trái màn hình nhá. Mọi người nhìn bên trái màn hình em sẽ bắt đầu phân tích này. Cái việc là báo lỗi không báo lỗi đấy, mọi người nhìn bên tay trái ạ. Rồi, mọi người nhìn bên tay trái nhá, nhìn bên tay trái. Nhìn bên tay trái chưa ạ? Nhìn bên tay trái em sẽ giải thích cho mọi người rõ hơn. Có nhìn được không? Nhìn được cái chữ này ạ. Mọi người comment nhá. Mọi người comment cho giúp em là bây giờ là nhìn bên tay trái có phần chữ không? Rồi, cảm ơn hơn 500 anh em đang theo dõi. Vâng, chưa bao giờ lên đến 700 hay 1000 nhỉ. Vẫn mãi chỉ duy trì hơn 500 đến 600 thôi đúng không ạ? Rồi bây giờ mọi người hình dung này, nhìn bên tay trái chưa? Rồi bây giờ em thử cóp ra cho nó một cái hình cho nó rộng hơn cho mọi người dễ hình dung nhá. Em sẽ giải thích cho mọi người dễ hình dung hơn. Để em cho một cái slide mới và em copy nguyên cái này sang. Ok không ạ? Rồi em copy nguyên cái này sang. Copy. Paste. Rồi. Chúng ta cùng tìm hiểu. Mọi người chờ em vài phút em chỉnh cái slide nhá, vì dạy online lên là bắt buộc phải làm. Em thì em không kẻ bảng được, hôm nay không sử dụng bảng được vì phòng học chưa xong. Rồi bây giờ chúng ta cùng quan sát nhá. Đây là cái hình ảnh em vừa vẽ cho mọi người này. Bây giờ mọi người nhìn trên máy chẩn đoán nhá. Không biết ở đây mọi người nhìn được không? À trên sơ đồ này. Đây là chúng ta bắt đầu chúng ta tìm hiểu về sơ đồ nhá. Nó sẽ liên quan đến sơ đồ. Mọi người hình dung này, sửa về phần xe này chúng ta có hai phần tư duy. Một là phần tư duy về chẩn đoán, hai là phần tư duy về sửa chữa. Chẩn đoán là chúng ta phải nhìn trên những cái công cụ để chúng ta xác định được nó lỗi ở phần nào để chúng ta khoanh vùng và chúng ta sửa chữa. Thứ hai nữa là chúng ta phải dựa vào sơ đồ để chúng ta biết được nó nằm ở vị trí chân nào, màu dây gì để chúng ta đo kiểm và hiểu nó là bao nhiêu vôn. Đúng không ạ? Mọi người hình dung không ạ? Rồi ok. Mọi người nhìn được chữ này to hơn chưa? Bây giờ mọi người hình dung này, ECM nó chỉ hiểu con số điện áp. Mọi người hình dung ạ?
ECM nó chỉ hiểu con số điện áp nhá. Mọi người comment này, nó chỉ hiểu điện áp. Nên là cái việc ở đây mọi người có nhìn được cái chân 24, đối với đây là cái sơ đồ của lít 125 à 110 đời đời cảm biến ECT sử dụng 3 giây. Mọi người dùng nhá, giải thích cho mọi người này. 3 giây nhá, một cái dây ngoài lên đồng hồ bỏ qua đi, không quan tâm nhá. Rồi bây giờ chúng ta cùng quan tâm về cái chân số 24 này. Chân số 24 này khi ở trên xe này, mọi người sẽ rút cái giắc cảm biến ra thì chân 24 này phải có 5V từ ECM đi ra. Đó là bắt buộc phải có nhá. Thì tất cả các đời xe mọi người sẽ đều phải đo như thế để xác định được ECM sống hay chết, là cái việc đó là mọi người đo ở chân số 24. Ví dụ mọi người ở đây này. Ở đây trên đây chính là chân sơ đồ của chúng ta này, chân sơ đồ nguyên lý. Em thì em phương pháp của em làm việc trên sơ đồ nguyên lý, đừng quan tâm đến cái việc là bóc tách ra quá nhiều sơ đồ, nó rất mất nhiều thời gian. Với em chỉ làm trên một sơ đồ nguyên lý, sơ đồ lắp ráp là thành công rồi, không cần quan tâm nhiều nhá. Vì bây giờ mọi người phải lật ra tìm kiếm những nhiều rất nhiều sơ đồ rất phức tạp. Em chỉ làm việc trên sơ đồ nguyên lý. Rồi bây giờ mọi người quan tâm chân số 24 nhá. Chân số 24 này là chân số tín hiệu của cảm biến ECT, cảm biến nhiệt độ trong ngoan. Thông qua chân số 24 này để ECM biết được nó đang là bao nhiêu độ. Được chưa ạ? Mọi người hình dung không ạ? Nó được do người thiết kế lập trình nó quy đổi từ vôn sang nhiệt độ. Thì cái việc đấy do nhà lập trình người ta tự động, người ta tính toán. Mình đừng quan tâm, mình quan tâm là nhiệt độ thế thôi. Được không ạ? Thì bây giờ cái câu hỏi của em là gì? Vì sao nó báo lỗi? Mọi người hình dung không ạ? Cái việc người ta lập trình, cái người thiết kế, kỹ sư người ta lập trình ra cái chân số 24 này. Được chưa ạ? Chân số 24 trên ECM nó được hoạt động trong phép là trong giải cho phép là từ 0,43V cho đến 4,54V. Mọi người dùng ạ. Đấy là con số này. Nếu cái điện áp ở chân số 24 này nó thay đổi giá trị từ 0,43V cho đến 4,54V thì không bao giờ nó báo lỗi. Mọi người dùng ạ. Không bao giờ nó báo lỗi vì lúc đấy nó nằm trong giải định mức, nó được phép hoạt động. Mọi người dùng ạ. Cái định mức của gì ạ? ECM nó được lập trình là chân số 24 là cái chân định mức hoạt động từ 0,43V cho đến 4,54V, hoặc là nếu chuyển sang đơn vị là millivolt giống như anh em sử dụng trên máy chẩn đoán smart tool thì mọi người sẽ nhìn thấy nó là đơn vị là millivolt, thì chúng ta sẽ thấy được là 430 millivolt và điện áp là 4500 millivolt. Đó là như vậy. Thì nên là khi mọi người hiểu cái lỗi trong giải là gì, là lỗi khi chân số 24 này nó nhận được cái điện áp là gì ạ? Nhận được điện áp là gì ạ? Là từ con số điện áp là từ 0,43V cho đến 4,54V thì không bao giờ nó báo lỗi nhá. Mọi người dùng bây giờ chúng ta muốn ECM này không bao giờ báo lỗi số 7 đều được, trừ khi nó hỏng bên trong ECM thì chúng ta chịu. Còn ở việc ở bên ngoài, chúng ta tác động bên ngoài muốn ECM không báo lỗi thì cực kỳ đơn giản. Được ạ? Mọi người dùng ạ. Thì nên là mọi người hình dung được cái lỗi trong giải chưa ạ? Cái lỗi trong giải chưa? Ví dụ như cái cảm biến nhiệt độ chúng ta báo sai với giá trị thực tế. Giá trị thực tế là nó khoảng 80 độ C thì trên máy chẩn đoán nó phải nhận diện được cái điện áp tương ứng với 80 độ C. Thì ECM này lúc này nó mới hiểu được. Nếu bây giờ vô tình là gì, chúng ta thấy nhiệt độ của chúng ta là 80 độ C nhưng mà ECM và cái cảm biến nó báo về cho ECM nó chỉ có 50 độ C thôi, tức là nó sai với giá trị thực tế. Thì mọi người có thể mua những cái việc là cái đồng hồ đo thân nhiệt hoặc là cái nhiệt kế, mọi người hay mua cái nhiệt kế ở các cái cửa hàng bán đồ điện lạnh hoặc là như nào ấy, ở điện lạnh ấy, mọi người mua cái nhiệt kế dạng như này, có vài chục nghìn đến 100 nghìn, mà mọi người sẽ đo được, xác định được cái nhiệt độ thực tế của xe là bao nhiêu. Nếu nó sai với thực tế thì là nó hỏng, lúc đấy chúng ta chỉ vứt cái cảm biến đi thôi, ta không cần quan tâm đo kiểm nó nhá. Được chưa, mọi người dùng ra lỗi trong giải chưa? Mọi người hiểu cái lỗi trong giải chưa? Khi chúng ta hiểu lỗi trong giải rồi ấy, thì chúng ta sẽ tiếp tục đến cái lỗi ngoài giải nhá. Đó, mọi người hiểu lỗi trong giải chưa? Cái chân số 24 nhá, ví dụ ở trên xe lít 110 này, đời này thì nó là chân số 24. Còn nếu như nó ở đời khác thì nó sẽ ở chân vị trí chân khác. Nhưng mọi người sẽ thấy được cái những cái đời xe nào có nước làm mát thì nó sẽ là ký hiệu là TVK ở trong cái bảng mà em gửi cho mọi người rồi. Mọi người đúng không ạ? Em gửi cho mọi người cái bảng hôm trước là có chữ từ viết tắt ở trong cái 33 chân của ECM, thì mọi người nhìn trên đấy nó sẽ có những cái từ TVK nó viết tắt của từ gì. Ví dụ như là TO hoặc OT, em không nhớ được từ nào nó là TO thì phải. TO thì nó liên quan đến là gì ạ? Nhiệt độ của cái xe không có nước làm mát thì nó sẽ ký hiệu là TO chẳng hạn. Em không nhớ là TO hay OT nữa, không nhớ lắm cái từ viết tắt của nó. Được không ạ? Mọi người đúng không ạ? Mọi người hiểu là cái vấn đề là lỗi trong giải là gì ạ? Khi mọi người hiểu được cái cảm biến này rồi ấy, thì những cái cảm biến khác mọi người cực kỳ đơn giản, và mọi người hiểu ngay cái chân tín hiệu điện áp đấy nó phải là bao nhiêu vôn. Được không ạ? Mọi người nhìn trên sơ đồ ấy, mọi người biết ngay cái chân đấy nó khi mọi người đo nó phải là bao nhiêu vôn. Nó cực kỳ đơn giản thôi. Nó là như vậy. Được không ạ? Đó, ok không ạ? Ok, mọi người hiểu cái vấn đề là lỗi trong giải là cái gì chưa? Âm thanh nghe được không ạ? Hôm qua em nghe thấy có vẻ âm thanh hơi rè đúng không?
Không hiểu là mình không thu âm qua mic hay sao, nghe nó ồn á, không phải giọng của mình. Đó mọi người, ok chưa? Ok chưa? Ok nhá, comment nhá. Có một số anh em đang sợ comment nó bị lag hay sao ấy. Ok chưa? Mọi người hiểu cái lỗi trong giải là gì chưa? Mọi người hình dung nhá, ECM nó chỉ hiểu điện áp, thì nên là mọi người hình dung là chân số 24 này là chân tín hiệu của cảm biến nhiệt độ, nó sẽ thông qua chân số 24 này để nó hiểu được là xe chúng ta đang là bao nhiêu độ, được, bằng con số điện áp. Còn chúng ta chỉ quan tâm đến cái nhiệt độ thôi, đừng quan tâm đến điện áp quy đổi đau đầu á, chỉ quan tâm là nó bao nhiêu độ, lấy là xong, được, nó đúng với thực tế là ok, đúng không ạ? Rồi, rồi hình dung chưa? Rồi, đấy là vừa rồi là cái lỗi trong giải. Chứ bây giờ lỗi ngoài giải là cái lỗi mọi người thấy được là nó báo đèn đấy. Cái báo đèn, mọi người thấy được là khi chúng ta nhìn thấy cái đèn chúng ta báo cái mã lỗi là mã lỗi số 7. Đây mọi người hình dung này, nếu anh em mà đọc trên sơ đồ nguyên lý thì người ta sẽ vẽ ngay cho mọi người biết được là cái mã lỗi số 7 này, cái số 7 này. Cái số 7 này là gì? Là chính là cái mã lỗi của chúng ta, mã lỗi đèn. Nên em nói là gì mọi người, không cần phải thuộc nhớ mã lỗi đâu. Vì sao? Vì bức tranh sơ đồ nó đều có hết rồi. Ví dụ ở đây nó là chân số 7, à mã lỗi số 7 chính là báo lỗi của gì ạ? Mã lỗi số 7 là gì ạ? Cảm biến ECT. Thế thôi. Bây giờ mọi người hình dung này, bây giờ nó khi nào thì nó báo lỗi? Câu hỏi nhá, khi nào thì nó báo lỗi? Thì bây giờ mọi người thấy rồi, cái định mức của nó hoạt động là từ con số điện áp là 0.43V cho đến 4.54V. Mọi người hình dung chưa? Thì bây giờ là cái gì mọi người hình dung ở trên máy chẩn đoán này, khi cái đường dây của chúng ta bị chập ra mát ấy, chập ra mát thì trên máy chẩn đoán mọi người nhìn thấy được cái mã lỗi. Bây giờ nha, mọi người nhìn nha, quan sát này, em co lại cái màn hình này. Đây là cái lỗi trong giải nhá, cái lỗi này bây giờ mọi người nhìn lại một lần nữa em giải thích nha. Khi cái xảy ra cái tình huống bị chập dây nhá, chập dây ở trên máy chẩn đoán này, cái đường dây của chúng ta bị chập, cái dây màu hồng sọc trắng này bị chập, hoặc là dây mát chúng ta bị chập, thì điện áp của chúng ta nó sẽ về 0V. Vì sao mọi người thấy được là cái 0V nó nhỏ hơn, cái 0V nó nhỏ hơn con số là 0.43V, đúng không ạ? Con số này từ 0.43V xuống đến 0V thì lúc này nó sẽ báo lỗi ngay. Thì mọi người sẽ thấy được là cái con số 0V nó sẽ nhỏ hơn con số bao nhiêu ạ? 0.43V. Nó tức là nó ngoài giải. Nó ngoài giải mọi người đúng không ạ? Nó dần đến 0V thì lúc này nó sẽ báo lỗi. Thì bây giờ mọi người cùng quan sát này. Mọi người quan sát này, trên máy chẩn đoán chúng ta sẽ nhìn thấy cái lỗi mà nó báo về là đứt dây này, chập dây này. Mọi người nhìn thấy cái báo về chập dây không ạ? Khi chúng ta thấy chập dây thì trên con số này, mọi người hình dung là mỗi một cảm biến chúng ta cần quan tâm đến hai chỉ số. Mỗi một cảm biến cần quan tâm đến hai chỉ số. Một là chỉ số điện áp, và thứ hai là chỉ số liên quan đến cái cảm biến đó. Ví dụ như là cảm biến nhiệt độ thì nó liên quan đến nhiệt độ thực tế. Ví dụ ở đây mà chúng ta nhìn trên máy chẩn đoán, mọi người nhìn được cái góc bên phải không? Trên đỉnh trên màn hình của em ấy, trên cái hình của em ấy, thì nó sẽ có cái chỉ số trên máy chẩn đoán. Ví dụ như chúng ta nhìn trên máy chẩn đoán, nó là báo về là động cơ là 0 mV. Tức là lúc này điện áp, mọi người thấy được là nó 0V, nó có nhỏ hơn con số là 0.43V không? Mọi người nhìn thấy không? Thấp hơn con số 0.43V không ạ? Comment đi ạ. Thấp hơn không ạ? Rồi, thấp hơn thì nó sẽ báo lỗi. Đúng không ạ? ECM nó chỉ hiểu là thấp hơn hay là cao hơn mà thôi. Nó không hiểu cái vấn đề khác. Mọi người comment đi ạ, mọi người hiểu chưa? Comment để em giải thích tiếp về cái vấn đề lỗi. Rồi, cái mạng của em đang không xem được luôn. Chờ em chút để này. Không xem được luôn. Rồi mọi người hình dung rồi, comment đi ạ, comment bình luận đi ạ, bình luận đi. Mọi người bình tĩnh đi, học chúng ta từng phần một, đừng quan trọng là vội vàng. Chúng ta làm mấy chục năm chúng ta còn chả vội được. Vội gì phải buổi đúng không ạ? Học đến đâu chúng ta hiểu đến đấy, nó ngon lành hơn rất nhiều so với kiểu dạng là chúng ta học tràn lan xong cuối cùng không chưa hiểu đúng không ạ? Rồi mọi người hình dung ra chưa? Con số điện áp khi chúng ta nhìn trên máy chẩn đoán nó thấp hơn so với con số định mức của nó thì lúc này nó sẽ báo lỗi ngay. Được không ạ? Đấy là cái lỗi liên quan đến chập dây. Thì mọi người hình dung ra ở trên máy chẩn đoán hoặc là trên cái mã lỗi ấy, hay là cái vấn đề là mã lỗi 7-1, 7-2 không? Anh em có để ý cái vấn đề là 7-1, 7-2 là cái gì không? 7-1, 7-2 không ạ? Mọi người hình dung ạ? Cái việc bây giờ chúng ta cùng quan tâm trên máy chẩn đoán nó báo này. Ví dụ như là con số chúng ta thấy được là mã lỗi 7-1, 7-2 đó là cái gì ạ? Nó là cái quy định của định mức là điện áp thấp quá thì nó ví dụ như là nó báo là 7-1. Nếu điện áp nó cao đến 5V thì nó báo là 7-2. Ví dụ như vậy nha, em không quan tâm nó là 7-1 hay 7-2 đâu. Cái việc em ít khi em nhớ lắm. Đúng không ạ? Chúng ta chỉ nhìn trên máy chẩn đoán chúng ta xác định được lỗi rồi. Đúng không ạ? Rồi cái lỗi này là lỗi ngoài giải. Ngoài giải thì nó làm sao ạ? Nó nhỏ hơn con số định mức của ECM nó xác định thì lúc đấy nó sẽ báo lỗi cho chúng ta biết là mã lỗi số 7. Đúng không ạ? Mã lỗi số 7. Ok chưa?
Còn nếu bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu đến cái mã lỗi số 2 là cái cũng là liên quan đến cái mã lỗi số 7, nhưng lúc này nó báo làm sao ạ? Điện áp của nó 4900 mV. Mọi người thấy được là cái vấn đề là điện áp này lúc này nó cao hơn so với con số lúc nãy chưa? Con số lúc nãy của chúng ta là 0V. 0V nhỏ hơn con số là 0,43V rồi. Có lớn, có nhỏ hơn không ạ? Có nhỏ hơn không ạ? Nhỏ hơn thì lúc này nó sẽ báo lỗi. Còn lớn hơn thì sao ạ? Lớn hơn thì nó trong giải thì là bình thường. Nhưng bây giờ chúng ta thấy được con số là loại lớn hơn con số là định mức ở trên giá trị cao. Ví dụ bây giờ nó là 4.972 mV nhá. 4.700 mV. Nó lớn hơn con số định mức là 4.500 mV. Được ạ? Thì lúc đấy nó sẽ báo lỗi ngay. Đó là điện áp định mức lớn hơn con số hoạt động của nó. Thì lúc này nó sẽ báo mã lỗi số, vẫn là mã lỗi số 7. Nhưng lúc này thì ạ, chúng ta phải nhìn vào chỉ số để chúng ta biết được là nó lỗi liên quan đến phần nào. Cái chỉ số này mọi người thường xuyên gặp đến 80% đến 90%. Cái chỉ số là âm độ và điện áp cao. Được không? Cái việc mà giải thích cho mọi người là nhiệt độ với điện áp ấy, thì cái này nó giải thích thì cũng rất là hay, nhưng mà anh em sẽ bị dối. Thế nên là cái việc em chia sẻ đây, mọi người sẽ cuối cùng mọi người hãy làm việc đó là nhìn trên máy chẩn đoán thật nhiều vào. Thì lúc này mọi người sẽ quy đổi được hai cái giá trị này ngay. Được không ạ? Rồi mọi người được không ạ? Comment không ạ? Rồi hôm nay nói hơi to. Mọi người comment đi ạ. Rồi đứt dây. Ok ạ. Ok. Rồi mọi người hiểu cái vấn đề là lỗi trong giải và lỗi ngoài giải chưa? Khi chúng ta hiểu được cái vấn đề lỗi trong giải và lỗi ngoài giải thì mọi người sẽ tìm những cái cảm biến khác cực kỳ đơn giản. Ví dụ, một chút nữa em sẽ giải thích cho mọi người nhìn cái trên máy chẩn đoán để chúng ta biết được cái lỗi liên quan đến cảm biến TB. Cực kỳ nhanh mà không cần phải đo một chút nào. Đo để mục đích là xác định và xác định lỗi do cảm biến, lỗi do đường dây hay là lỗi do ECM mà thôi. Còn cái việc để chúng ta xác định được về, chúng ta kiểm tra được 3 giây luôn, chúng ta nhìn trên máy chẩn đoán để chúng ta biết được 3 giây ấy đứt dây nào luôn. Có được không ạ? Ok không ạ? Rồi cái cảm biến 2 giây nó quá dễ rồi, nó không tính. Còn chút nữa có loại cảm biến 3 giây, chúng ta nhìn chúng ta biết được ngay nó đứt dây nào. Đúng không ạ? Có 3 giây chúng ta nhìn phát biết ngay chúng ta đứt dây nào luôn để chúng ta sửa. Đúng không ạ? Cái việc là gì? Giải thích cái phương pháp là gì? Mọi người phải hiểu là cái vấn đề phương pháp của em chia sẻ đều là sử dụng bằng công cụ, không có cái việc là sử dụng bằng thủ công đo kiểm. Nó rất mất thời gian. Cái việc đo kiểm mọi người thường đo rất nhiều năm nay rồi. Và đây là em chia sẻ mọi người cách chúng ta sử dụng bằng công cụ, đó áp dụng công cụ vào việc sửa chữa cho mọi người. Ok không ạ? Rồi mọi người hình dung ra chưa? Ok chưa? Rồi mọi người ok chưa? Rồi ok. Rồi bây giờ chúng ta cùng quan tâm đến cái vấn đề đó là cái lỗi thường gặp. Có một cái câu chuyện hôm trước em định giải thích kể cho mọi người rồi. Đó là cái lỗi liên quan đến cảm biến nhiệt độ, tức là mát. Đối với những cái dòng xe lít hay là lít đời cũ ấy, mọi người sẽ thấy như này. Là những cái xe mà lít đời cũ khi cái đường nước làm mát nó bị tắc hoặc là thiếu nước làm mát, thì cái xe lít đời cũ nha, đi người ta đi bình thường khoảng 5 cây hoặc 7 cây, 5 đến 7 cây thì bắt đầu xe nó báo lỗi và đi có hiện tượng giật. Tốc độ không vượt quá 10 km/h. Thì đấy là cái lỗi, mọi người thấy được là cái lỗi này nó sẽ báo ngay trên máy chẩn đoán. Đó là gì ạ? Mọi người thấy đấy, trên máy chẩn đoán người ta nhìn thấy được chỉ số là lúc này nó sẽ báo nhiệt độ quá cao. Thì lúc này chúng ta đừng đổi lỗi cho cảm biến nha. Rất nhiều anh em đổi lỗi cho cảm biến. Thì cái lỗi này đối với dòng xe lít nha, lúc đời lít đời đầu ấy, nó an toàn hơn, bảo mật tốt hơn, nó nhiều cái chỉ số nó hay hơn. Đến bây giờ nó sẽ rút gọn đi rất nhiều. Thì mọi người sẽ thấy được khi cái nhiệt độ động cơ của chúng ta trên 120 độ C 15 đến 20 độ C trở lên, xe lít làm mát nha, lít đời đầu nha, lít SCR đời đầu ấy, thì khi mọi người thấy nhiệt độ nước làm mát lên đến cái nhiệt độ là khoảng là 115 đến 120 độ C thì bắt đầu xe chúng ta sẽ đi bị giật và không đi được. Được không ạ? Lúc này sẽ báo lỗi. Còn một số anh em sẽ đổi lỗi cho cái việc đó là gì ạ? Cảm biến bị lỗi. Một chút nữa sẽ giải thích cho anh em là cứ thay cảm biến, cứ thấy báo lỗi là thay cảm biến, nó không phải nhá. Rồi bây giờ sẽ kể cho mọi người câu chuyện, đó là cái một anh này anh ấy nhận lại của một anh thợ khác. Anh nhận lại một cái xe của anh thợ khác, đó là cái xe bị lỗi cảm biến nhiệt độ tức là mát. Là anh này nhận lại của anh thợ của một khách hàng, người ta làm vừa làm hơi xong, tức là làm hơi, làm phần đầu bò làm hơi xong, thì cứ đi một lúc là bắt đầu xe cứ nháy loạn lên báo lỗi cảm biến nhiệt độ nước nóng mát. Anh này anh về cắm máy chẩn đoán, anh nhìn thấy báo lỗi cảm biến rồi, hoặc là đợt đấy anh chưa có máy chẩn đoán, anh chỉ nhìn thấy báo mã lỗi là mã lỗi số 7, thì anh cứ thế là anh ấy thay cảm biến, đúng không? Anh ấy cứ thấy nó báo lỗi mã số 7 mà anh ấy thay xong cảm biến thì anh ấy ra hãng mua hoài luôn, hàng xịn luôn, lắp vào thì anh ấy thấy ok luôn. Đúng không ạ? Lắp vào thì xe bắt đầu hết báo lỗi luôn, ngon luôn. Thì anh trả khách, anh tự tin anh trả khách. Thì lúc đấy anh trả khách xong, khách đi một lúc mà đi khoảng 5-7 cây sau lại quay lại trở lại thì bắt đầu lại báo lỗi
cảm biến ECD. Thì anh này anh ấy gọi điện cho em, anh hỏi là bây giờ tại sao anh thay cảm biến xịn rồi mà đi một lúc nó lại báo lỗi, đúng không ạ? Lỗ 5-10 phút hoặc đi khoảng 5-7 cây thì bắt đầu là gì, nó lại báo lỗi cảm biến nhiệt độ. Thì theo mọi người là anh này anh thay như vậy là đúng chưa? Lỗi có phải do cảm biến không? Theo mọi người bây giờ cái câu hỏi là thì cái tình huống đấy mọi người sẽ gặp nha, gặp rất nhiều nha. À, anh ấy thay cảm biến, anh thấy báo mã lỗi cảm biến nhiệt độ ECD là anh ấy đi mua hẳn cảm biến xịn luôn nhá, cảm biến xịn ở hãng luôn nhá, anh về anh lắp vào thì ngon luôn. Nhưng mà đi khoảng 5 phút, 7 phút sau là bắt đầu là anh sao? Nó lại bị báo lỗi tiếp. Thì theo mọi người là cái lỗi này có phải do cảm biến không? Hay là do thợ? Cái này tình huống này các anh sẽ gặp rất nhiều nha. Comment đi, trao đổi một chút đi để chúng ta hiểu hơn cái vấn đề về cái cảm biến này. Khi chúng ta hiểu được một con cảm biến, vì con cảm biến nhiệt độ này nó rất dễ để chúng ta hiểu được sang những cảm biến khác, đúng không ạ? Rồi, mọi người hình dung nhá, không phải lúc báo lỗi là do cảm biến đâu nhá, nên là mọi người phải hình dung ra được là cái cảm biến này là báo làm sao rất chính xác, cái lỗi này nó báo rất chính xác là nhiệt độ quá cao, nó báo về là gì, báo về cho ECM là nhiệt độ quá cao thì phải kiểm tra đường nước làm mát chứ không phải đi thay cảm biến, đúng không ạ? Rồi ok, mọi người hình dung nhá, chúng ta phải biết được là cái nhiệt độ thực tế của xe đang là bao nhiêu, chúng ta phải hình dung ra được. Thì lúc đấy nếu anh thợ này anh để ý là anh phải thấy được nhiệt độ của làm sao đang rất là nóng. Nó báo gì ạ? ECM là cái cảm biến nhiệt độ nó báo gì ạ? Đang cảm nhận được cái xe rất là nóng. Thì lúc này nó báo về cho ECM là gì? Rất là nóng. Thì anh này anh tưởng là gì? Thấy nó báo lỗi là cứ thay, đúng không ạ? Mọi người hình dung nha, cảm biến nó báo nhiệt độ thực tế của xe. Nếu thực tế của xe nó như vậy thì không phải là do cảm biến đâu nha. Không phải do cảm biến mà nó đang báo chính xác với xe, chính xác của xe. Đó là như vậy. Lấy mọi hình dung là gì? Cảm biến nhiệt độ nó phải báo nhiệt độ chính xác của xe là bao nhiêu thì báo về trên máy chẩn đoán phải bấy nhiêu thì là nó hoạt động bình thường, không phải lỗi do nó, được chưa? Nếu nó sai với thực tế thì lúc đấy nó mới hỏng. Rồi ok. Rồi đấy là cái tình huống mà chia sẻ cho mọi người thôi. Cái lỗi này các anh sẽ gặp, đâu không phải là cứ thấy báo lỗi là nó hỏng cảm biến đâu nhá. Không phải là thấy báo lỗi là hỏng cảm biến, đúng không ạ? Rồi ok, có nhiều anh em nói là liên van hàng nhiệt, cái đấy em không rõ là anh ấy bị kiểm tra cái gì. Thì lúc đấy em báo rồi anh phải kiểm tra lại về hệ thống đường nước làm mát. Và em anh ấy cũng không gọi lại cho em là nó bị gì thì em không chốt được. Nó bị sao nhưng chắc chắn là trên xe có vấn đề. Em chỉ nói là trên xe có vấn đề thôi, anh phải kiểm tra lại trên xe thôi, đúng không ạ? Nó đang báo nhiệt độ thực tế của xe là như vậy rồi thì đừng có đổi lỗi cho nó nữa. Rồi ok, mọi người hiểu cái vấn đề em vừa chia sẻ không ạ? Còn cái việc nó bị gì kệ nó bị gì thì phải anh, mọi người dùng nhá, sửa xe là bây giờ chúng ta phải thấy được nó lúc đấy nó bị gì là phải thực tế làm mới biết được. Còn chúng ta chỉ biết khoanh vùng nó ở khu vực nào thôi. Giống nhiều anh em đã biết được liên quan đến két nước, liên quan đến van hàng nhiệt, liên quan đến thiếu nước, rồi rất nhiều vấn đề liên quan đến đường nước, đúng không ạ? Có vấn đề liên quan đến nước thì lúc đấy chúng ta phải biết cách chúng ta kiểm tra. Chứ không phải là cái việc ở đây chúng ta phân tích để mọi người biết được nó nằm ở đâu. Cái đấy không, em không quan tâm nó nằm ở đâu nhá. Chắc chắn lúc đấy mọi người phải làm, tự làm thì mọi người mới biết được nó nằm ở đâu, đúng không ạ? Vì xe nó sửa xe nó muôn vàn lắm, chúng ta không thể nào chính xác nó nằm đâu được. Ok ạ? Rồi rất nhiều vấn đề, rất nhiều tình huống xảy ra cùng một cái hiện tượng như vậy nhưng nó rất nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân tắc do van hàng nhiệt, nguyên nhân thiếu nước, nguyên nhân là gì ạ? Két nước bẩn quá, đúng không ạ? Nó rất nhiều vấn đề yếu tố nên chúng ta phải biết được là chúng ta phải thực tế làm chúng ta biết được. Còn cái việc đây là chúng ta phải chỉ biết là chúng ta chẩn đoán và chúng ta khoanh vùng mà thôi, đúng không ạ? Vậy. Rồi thế thì có câu chuyện để kể chuyện đúng không ạ? Rất nhiều anh em đã gặp rồi. Rồi đấy là cái việc là liên quan đến cảm biến nhiệt độ, đúng không ạ? Rồi thì chúng ta tiếp tục một con cảm biến nhiệt độ nữa. Thì con cảm biến nhiệt độ này nó cực kỳ đơn giản và nó dễ hơn rất nhiều. Và anh em để ý và con cảm biến nhiệt độ IAT này nó sẽ liên quan đến phân tích chỉ số trên máy chẩn đoán, tức là liên quan đến dữ liệu, liên quan đến để chúng ta biết được là cái phần liên quan đến phần cao áp của chúng ta bị lỗi thì chúng ta có thể thông qua được cảm biến IAT để chúng ta xác định được, đúng không ạ? Cảm biến IAT thì nó đơn giản hơn rất nhiều, đơn giản hơn rất nhiều so với cảm biến ECT. Và cái cảm biến mọi người hình dung ra được, cảm biến ECT nó luôn luôn nằm ở trong cái môi trường dung dịch, đúng không ạ? Và môi trường hóa chất nó rất là gì ạ? Khắc nghiệt. Ví dụ nhiệt độ rất cao và thứ hai luôn luôn ở nằm trong dung dịch hóa chất thì cái tỷ lệ hỏng nó sẽ cao hơn so với cái thằng là IAT. Thằng IAT nó chỉ đo cái nhiệt bằng nhiệt độ môi trường. Đúng không ạ? Nó đo bằng hệ thống và nó đo bằng gì ạ? Đó bằng nhiệt, nó luôn luôn bằng nhiệt độ môi trường khi chúng ta chưa nổ máy. Và sau khi nổ máy lên thì nó sẽ tăng dần theo cái nhiệt độ của động cơ. Đúng không ạ? Nó sẽ đo được, cái này sẽ giải thích sâu cho mọi người hơn một chút nữa. Đúng không ạ? Mọi người hình dung ra được cái cảm biến IAT. Rồi lúc đấy thì có một số anh em nói là bây giờ cái cảm biến ECT nó lắp ở đâu ấy, cảm biến nhiệt độ lúc làm mát lúc đấy nó lắp ở đâu, thì mọi người hình dung ra được nó luôn luôn lắp ở một là ở phía phần đầu bò cái đường hồi nước. Nếu ví dụ cái xe nước làm mát, cái xe có nước làm mát thì thường thường nó nằm ở vị trí hồi nước làm mát, hoặc là cái nếu nó là nhiệt độ dầu động cơ nó luôn nằm ở cái vị trí hồi dầu để nó đo được cái nhiệt độ của dầu nhá. Rồi như vậy rồi đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng quan tâm đến cái tiếp theo,
Tiếp theo chúng ta cùng quan tâm đến đó là cảm biến nhiệt độ IET. Thì IET thì nó rất đơn giản. Nó rất đơn giản nha mọi người, nó nói là nó rất đơn giản và tỷ lệ hỏng nó rất thấp. Tỷ lệ hỏng nó rất là thấp. Nó sẽ có hỏng nhưng mà em nghĩ là từ lúc em làm đến giờ chưa thấy nó hỏng bao giờ cả. Đó, chưa thấy nó hỏng bao giờ. Còn anh em nào đã thấy nó hỏng rồi thì chia sẻ cho anh em. Còn hiện tại em làm ở đây hoặc là chia sẻ nhiều anh em khác nhưng mà chưa thấy bao giờ thấy nó hỏng. Chỉ có hỏng ở trong bộ ba cảm biến, hỏng cảm biến khác thì phải thay cả bộ thôi. Đúng không ạ? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng quan tâm đến cảm biến IET. À, mọi người nhìn thấy cảm biến IET ở đối với những bộ ba cảm biến của Honda thì mọi người sẽ thấy một cái thanh nhựa nó thò ra như vậy ấy, đúng không ạ? Thanh nhựa thò ra như vậy. Có một số anh em nói là đây là cái thanh định vị khi chúng ta lắp vào trong cái họng ga. À đúng không ạ? Lắp vào họng ga nó là thanh nhựa, thanh định vị. Theo mọi người có phải không? Rồi, thì cái cảm biến nhiệt độ của động cơ ấy thì nó rất là nó ảnh hưởng rất là nhiều, khoảng 80% liên quan đến cái phần phun xăng và ánh lửa. Còn cái cảm biến nhiệt độ IET thì nó có hiệu chỉnh thêm tham gia thôi. Còn một số mọi người dùng này, cái cảm biến nhiệt độ IET này đối với một số cái xe nước ngoài như là Lào, Campuchia, Thái Lan ấy, nó bỏ đi cảm biến IET rồi. Nó không dùng cảm biến IET nữa. Vì sao? Vì cái môi trường nhiệt độ của nó luôn luôn nóng. Được chưa? Mọi người để ý này. Đối với những dòng như xe như là Thái Lan này, Lào này, Campuchia chẳng hạn, những cái nước nó nóng, nhiệt độ nó không thay đổi chênh lệch quá nhiều. Ví dụ như ở ngoài Bắc mình ấy, cái mùa đông và mùa hè, mùa đông và mùa hè thì nhiệt độ chênh lệch nó quá cao. Ví dụ như là mùa đông chúng ta có thể lên đến 40 độ. Nhưng mà mùa hè chúng ta có thể lên đến 40 độ nhưng mùa đông chúng ta chỉ còn độ 5 độ, 7 độ, 10 độ. Chênh lệch khoảng 15 20 độ, khoảng 20 độ C đến 30 độ C thì nên là cần đến cái cảm biến nhiệt độ IET để đo cái nhiệt độ môi trường. Còn đối với những cái dòng xe ở như Thái Lan nó rất là nóng, nhiệt độ thay đổi nó không nhiều. Các mùa dao động nhau nó chỉ vài độ đến chục độ thì nó không nhiều nên là có người ta đã bỏ đi cảm biến IET. Mọi người nhớ nhá. Ở đối với những dòng xe nhập của Thái Lan, Indo, ở những cái nước Lào, Thái Lan gì đấy, nó sẽ không có cảm biến nhiệt độ IET, đúng không ạ? Vì cái sự thay đổi của nó không nhiều nên là người ta bỏ đi rồi, đúng không ạ? Đúng không ạ? Rồi, đối với những cái dòng xe kiểu như của SM, của SH nhập nó cũng có nhá, cũng có cảm biến nhiệt độ IET, nó là chính là cái thanh nhựa thò ra đấy, đúng không ạ? Thanh nhựa thò ra, đó là như vậy. Không phải cái thanh định vị đâu nhá. Nhiều anh em bảo đây là cái thanh định vị. Ok không ạ? Rồi, còn khi mọi người hiểu được cảm biến ECT rồi ấy, thì cảm biến IET này thì nó rất là dễ. Nó cực kỳ đơn giản, nó giống nhau rồi nhưng nó dễ hình dung hơn. Thì mọi người hình dung này, cái cảm biến nhiệt độ ECT nó hiệu chỉnh về thời gian phun và góc ánh lửa rất là nhiều. Ví dụ như nó sẽ phát hiện được mùa đông của chúng ta lạnh thì nó sẽ hiệu chỉnh cho ECM chúng ta để phun đậm xăng lên. Phun đậm xăng lên để mục đích làm gì? Cho chúng ta khởi động mạnh, cho dễ nổ máy. Đúng không? Chúng ta thấy được là đối với đi xe điện tử bấm đề cái nổ ngay thì cả mùa đông hay mùa hè. Nếu mà chúng ta sử dụng xe chế hỏa khí chế cơ ngày xưa ấy, bao giờ chúng ta đạp nóng người thì xe mới nổ máy, đúng không ạ? Đề hoặc là đạp xe bao giờ rớt như là dòng Yamaha ấy, chúng ta đạp bao giờ người nó nóng thì xe mới nổ. Đó là như vậy, nó không hiểu, nó không cảm nhận được cái môi trường. Nhưng đối với dòng xe điện tử nó cảm nhận được môi trường là đang là lạnh hay nóng thì nó sẽ tính toán đến hiệu chỉnh phun nhiên liệu, đúng không ạ? Phun nhiên liệu, phun đậm lên để mục đích làm sao tăng cái xăng lên cho xe dễ khởi động, cho dễ khởi động. Cái này giải thích hôm trước rồi. Còn cảm biến nhiệt độ này thì nhiệt độ môi trường này chỉ tác động thêm thôi, đúng không ạ? Thêm thôi. Rồi. Mọi người hình dung chưa? Rồi, chúng ta cùng tiếp tục nha. Cái này thì nó đơn giản hơn rất nhiều. Thì cái này mục đích mọi người hình dung là cái kiểm tra cảm biến IET đầu tiên chúng ta mở lên ấy, chúng ta sẽ thấy nó sẽ luôn luôn bằng nhiệt độ môi trường. Luôn luôn bằng nhiệt độ môi trường khi chúng ta chưa nổ máy. Được không? Luôn luôn bằng nhiệt độ môi trường. Nếu nó sai với thực tế của môi trường thì lúc này nó cũng hỏng rồi. Chúng ta bỏ đi luôn, đúng không ạ? Ví dụ bây giờ chúng ta ở môi trường của chúng ta, ví dụ mùa hè ở ngoài Bắc, mùa hè nó lên đến 40 độ thì khi chúng ta nhìn trên máy chẩn đoán nó báo 40 độ là chuyện bình thường. Và sau khi nổ máy nóng lên thì nó lên đến 45, 50 độ là chuyện bình thường luôn. Nếu nó không lên được, lúc đấy nó mới bị lỗi. Mọi người đúng không ạ? Nên là nhiều anh em bảo tại sao môi trường chúng ta lên đến khoảng 40, 45 độ, ví dụ như vậy, nhiều lúc nó sẽ tăng lên. Rồi, thì bây giờ mọi người thấy được là một số cái xe như này. Một số cái xe ví dụ như mùa đông ấy, mọi người thấy nhìn nhiều lúc cái xe mà khách mới mang đến chưa nổ máy ấy, chúng ta cắm máy chẩn đoán mà chúng ta thấy nhiệt độ của cảm biến IET lại cao hơn cả nhiệt độ của cảm biến ECT luôn, đúng không ạ? Có thấy không? Có nhiều anh em có thấy đẩy cái chỉ số này không? Ví dụ như chuyển cảm biến nhiệt độ IET mùa đông ấy, mùa đông nhá, chứ khi chưa nổ máy chúng ta cắm vào nhiệt độ môi trường đang báo là khoảng nhiệt độ thực tế của môi trường đang khoảng 15 độ, 10 độ chẳng hạn. Nhiệt độ môi trường ở ngoài Bắc ấy, ngoài Bắc này. Nó là báo là 10 độ. Còn khi chúng ta nhìn trên máy chẩn đoán là IET nó báo 10 độ thì tức là nó chính xác. Còn nếu chúng ta thấy được nó sai với thực tế thì tức là nó hỏng rồi, vứt đi luôn. Chúng ta không cần quan tâm. Đúng không? Kiểm tra đường dây kỹ, nó không bị chạm chập, không bị mô ve, không bị thối dây thì nó không tăng điện trở lên thì lúc này do cảm biến. Và thứ hai mọi người sẽ nhìn thấy cảm biến nhiệt độ IET nó sẽ
cao hơn so với nhiệt độ ECD, vì mọi người thấy được khi nó lạnh, cái kim loại chúng ta sờ vào kim loại ấy, ví dụ như sờ vào nhôm, những cái phần kim loại chúng ta thấy lạnh hơn, rất lạnh hơn so với không khí đúng không ạ? Thì lúc này chúng ta thấy được là nhiệt độ ECT chúng ta còn thấp hơn cả nhiệt độ IAT luôn. Đó là vấn đề. Ok chưa? Thôi cảm biến này nó đơn giản lắm, chúng ta giải thích qua mọi người thôi để chúng ta tìm hiểu đến cái cảm biến nó hay hơn, đó là cảm biến TB. Đúng không ạ? Cảm biến TB nó hay hơn rất nhiều. Bây giờ là 9 rưỡi rồi đúng không ạ? Mọi người hình dung ra chưa? Hình dung cảm biến IAT chưa? Cảm biến IAT là nó xác định nhiệt độ của môi trường. Môi trường chúng ta bao nhiêu độ thì nó báo về trên máy chẩn đoán của chúng ta là bấy nhiêu độ, thì lúc đấy nó chính xác, gọi là lỗi là chính xác. Còn nếu nó sai thì nó bỏ đi luôn. Rồi, mọi người hình dung chưa? Rồi, cái này nó cũng báo lỗi như là của cảm biến nhiệt độ kia thôi, âm độ và nhiệt độ cao báo như vậy. Rồi, chúng ta cùng quan tâm lại một lần nữa nha. Đối với những cái dòng xe, mọi người thấy được là đối với những cái dòng xe có bộ ba cảm biến thì nó sẽ là có thanh nhựa nằm ở họng ga. Và cái nhiệt độ của cảm biến IAT và có bộ ba cảm biến này, mọi người sẽ đo nhìn trên máy chẩn đoán, nó sẽ cao hơn so với những cái đời xe nằm ở cảm biến IAT nằm ở lọc gió. Mọi người lưu ý nhá, đối với những cảm biến có bộ cái bảng IAT nằm ở bộ ba cảm biến, nhiệt độ của nó sẽ cao hơn so với những cái cảm biến IAT rời nằm ở lọc gió nha, đúng không ạ? Vì sao mọi người biết vì sao không ạ? Mọi người biết vì sao cái cảm biến nhiệt độ của IAT nằm ở họng ga ở cái bộ ba cảm biến nó lại cao hơn so với ở lọc gió không? Mọi người có biết vì sao không? Rồi, một số anh em cho lên TV đúng không ạ? 45 inch, 75 inch xem nó nét hơn. Mọi người biết vì sao ạ? Mọi người biết vì sao ạ? Mọi người biết vì sao cái nhiệt độ của cảm biến IAT ấy, nhiệt độ IAT, cảm biến IAT ở bộ ba cảm biến nó lại cao hơn so với cái cảm biến IAT rời không ạ? Vì sao ạ? Mọi người comment đi. Cái này nó liên quan đến phân tích dữ liệu nhá. Phân tích dữ liệu tức là nó liên quan đến phân tích chỉ số trên máy chẩn đoán để chúng ta biết được là cái lỗi liên quan đến phần cao áp nhá. Chính cảm biến IAT nó sẽ phân tích cho mọi người biết được cao áp chúng ta có tốt hay không. Chính cảm biến IAT. Đó. Rồi mọi người comment theo cách hiểu mạnh lên mọi người đi. Vì online không tương tác được. Vâng, ok, có rất nhiều anh em chúng ta đã hiểu được cái vấn đề đúng không ạ? Vì cái bộ ba cảm biến chúng ta nằm ở họng ga, nằm liền với gần với buồng đốt hơn đúng không ạ? Gần với buồng đốt hơn thì lúc này cái hơi nóng ở trong buồng đốt nó phả lên đúng không ạ? Thì cảm biến IAT lúc này nó đo được, và thằng này nó ở gần thì nó đo được nhiệt độ cao hơn. Còn khi chúng ta nằm ở cái cảm biến IAT, chúng ta nằm xa ở lọc gió thì lúc này cái phả lên trên đấy để nó thì nó tỷ lệ nó thấp hơn. Ừ, đúng không ạ? Rồi. Thì mọi người hình dung ra được là chúng ta muốn phân tích về chỉ số, phân tích về dữ liệu động cơ thì chúng ta phải hiểu được cái động cơ đốt trong. Động cơ đốt trong là gì? Là chúng ta phải xem được cái phản ứng cháy ở bên trong buồng đốt chúng ta có tốt hay không. Thì lúc đấy chúng ta mới hiểu được cái vấn đề là xe này chúng ta hoạt động hay không. Nếu cái xe chúng ta phản ứng cháy ở trong buồng đốt chúng ta tốt ấy, thì nó chẳng có gây ra hiện tượng hụt giật xe chúng có vấn đề gì cả xảy ra cả. Vì sao ạ? Nó phản ứng tốt thì sinh công tốt, đúng không ạ? Phản ứng cháy tốt, sinh công tốt thì lúc đấy hoàn toàn xe chúng ta hoạt động bình thường, ổn áp bình thường luôn. Mọi người hình dung ạ? Rồi. Rồi ok, mọi người đều hiểu cái vấn đề rồi đúng không ạ? Hiểu cái vấn đề là tại sao nó nóng hơn rồi. Rồi mọi người ạ. Rồi cái nhôm của anh thì nó cũng gần với cả ấy, thì nhưng mà thực tế cái cảm biến của chúng ta nó không tác động với nhôm. Cái họng ga của chúng ta ấy, mọi người thấy nó bắt qua cái cổ hút cao su rồi. Nó cũng có một phần liên quan đến kim loại, nhưng mà là cái tỷ lệ đấy nó sẽ cũng tác động thêm vào. Vâng, tác động thêm vào. Nhưng cái chính em đang muốn nói với mọi người để chúng ta hiểu được cái vấn đề ở bên trong ấy, đúng không ạ? Vâng, đúng rồi. Cảm ơn anh Hải. Nhiều anh em là comment, có rất nhiều cái đóng góp rất là hay. Vâng. Mọi người phải hiểu cái vấn đề là khi mọi người phân tích dữ liệu ấy, bản chất mọi người đang soi cái buồng đốt có tốt hay không tốt. Khi chúng ta tốt thì mọi thứ hoạt động bình thường. Phản ứng cháy tốt, đúng không ạ? Nhiên liệu tốt, cao áp tốt, buồng đốt tốt thì nó sinh công tốt, xe nó chẳng có vấn đề xảy ra cả. Cái việc mọi người thấy được nó bị lỗi, bị hụt giật
đúng không ạ? Thì nó phải hiểu được là gì, nó không sinh công tốt. Vì sao nó không sinh công tốt thì nó nhiều yếu tố, đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta vừa rồi giải thích cho mọi người thì cái cảm biến IAT nó đang đo được, chúng ta biết được là cái phản ứng cháy của chúng ta có tốt hay không, đúng không ạ? Mọi người thấy được là khi phản ứng cháy thì nó phải sinh ra nhiệt, thì nhiệt nó có cao thì nó mới đốt cháy được hoàn toàn, thì lúc đấy mới sinh công tốt. Nhiệt nó cao, nó sinh lên, nó phả lên thì cảm biến oxy, cảm biến IAT nó đo được, đó là điều chuyện bình thường. Mọi người đúng không ạ? Vâng. Ok không ạ? Rồi mọi người hay thì mọi người like gái chia sẻ cho nhiều anh em biết đến. Đúng không ạ? Like gái chia sẻ cho nhiều anh em biết đến hơn, đúng không ạ? Rồi cái mọi người hình dung nhá. Những cái phần chia sẻ đây nó gần như là những cái nó cập nhật kiến thức nó cũng khá là mới hơn rất là nhiều. Một số anh em học trực tiếp trung tâm cũng nghe có thể thấy có một nhiều điều mới hơn so với trước. Vì mỗi một lần đào tạo, mỗi một lần đi đào tạo mọi người thì em đã cảm nhận được và có nhiều lúc là hiểu sâu hơn về cái vấn đề. Nên là nhiều lúc mình cũng chia sẻ nó cũng dễ hiểu hơn, đúng không ạ? Rồi chốt. Rồi như anh Tám nói là chốt. Rồi ok. Đúng không ạ? Rồi. À mọi người hôm nay thấy mấy hôm nay em mặc áo đẹp không ạ? Hôm nay em mặc lên đây khoe mọi người thôi. Rồi. Và chúng ta tiếp tục tìm hiểu tiếp theo nhá. Tìm hiểu tiếp theo. Bộ ba cảm biến đối với những dòng xe IAT. Đúng không ạ? IAT đối với dòng Yamaha. Yamaha nó cũng có nhá. Honda cũng có, đều có, đúng không ạ? Bộ ba cảm biến. Ok không ạ? Mọi người chia sẻ và tăng anh em thợ hàng xóm mình nhá. Bây giờ là một chơi một bài muốn mọi người làm được một điều này. Cái bây giờ mọi người tăng cái anh hàng xóm của mình vào, không nói chuyện với nhau, tăng nó vào, tăng ông ấy vào để làm sao để chia sẻ cho ông ấy biết, sau đó ông biết à ông này cũng quan tâm đến mình, bắt đầu chia sẻ cho nhau, rồi ngày mai ngày kia sang nhà nhau nói chuyện với nhau, đúng không ạ? Rồi mượn giúp đỡ nhau trong công việc, rồi thì nhiều thứ chia sẻ với nhau, đúng không? Bàn bạc về nhiều thứ lắm. Nói chung là trong anh em trong nghề nghiệp chia sẻ nhau nó dễ lắm, chẳng qua mọi người chứ bắt chuyện với nhau thôi, gặp nhau đi cho chia sẻ với nhau đi, đúng không? Không phải đâu mọi người, kiểm tra mạng đi, kiểm tra mạng của mình thôi, còn cam ở đây nét căng luôn, đúng không? Rồi ok mọi người, ok chưa? Để chúng ta tiếp tục nhá, chúng ta cùng tìm hiểu về nó này. Em sẽ giải thích cho mọi người cái mạch bản chất của cái con cảm biến này là gì. Nhiều anh em gọi là, hoặc là theo đúng kỹ thuật thì nó là cảm biến nhiệt, cảm biến âm, tức là luôn luôn nó sẽ bị thay đổi giá trị. Rồi chúng ta cùng tiếp tục nhá. Thì mọi người sẽ thấy được ở trong bộ ba cảm biến chúng ta nó sẽ có một cái thanh nhựa như này. Thì mọi người sẽ thấy được là bản chất như sau. Cái này nó là liên quan đến từ cái kỹ thuật. Thì mọi người sẽ thấy được là cái con mọi người hình dung được cái vấn đề em chia sẻ này. Ở trong cái bình ECM của chúng ta ấy, tại sao mọi người đo được cái chân là tín hiệu này? Mọi người hình dung này, tại sao mọi người đo được cái chân tín hiệu vừa rồi như vừa rồi em chia sẻ ấy, mọi người đọc được cái chân đây, chúng ta cùng tìm hiểu luôn nhá, trong bộ ba cảm biến luôn, đọc sơ đồ luôn này, chia sẻ anh em đọc sơ đồ luôn, ngon luôn, đúng không ạ? Ví dụ như này, bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu trên sơ đồ, bây giờ mọi người có tìm được ở trên sơ đồ cái chân nào là chân tín hiệu của cảm biến IAT không? Để em giải thích cho mọi người cái vấn đề là chuyên sâu nhá, đây để tìm hiểu sâu hơn về nó nhá, còn kiểm tra nó sống chết thì quá đơn giản rồi, ai cũng làm được. Thì bây giờ câu hỏi này, bây giờ mọi người có tìm được cái chân nào là chân tín hiệu của cảm biến IAT ở trên sơ đồ mạch điện không? Và chân đấy bao nhiêu vôn khi chúng ta rút cảm biến ra? Bao nhiêu vôn? Báo về bao nhiêu vôn? Nó đo sẽ phải có bao nhiêu vôn ở cái chân đấy? Giống như lúc nãy em giải thích này, giống như lúc nãy chúng ta cùng tìm hiểu cái cảm biến ECT. Đây mọi người nhìn bên trái này, nó ghi chữ ECT. ECT này nó sẽ có một chân chạy về là chân số 24, TV kép là cái xe này là cái xe có nước làm mát, nó sẽ ghi là TV kép. Còn cái xe nào không có nước làm mát thì nó sẽ là TO là cái xe có nhiệt độ dầu, ví dụ Vision, Future. Đó là những cái từ nó sẽ có TO. Thì cái chân này mọi người sẽ phải đo là chân này khi chúng ta rút cảm biến IAT, ECT này khi chúng ta rút ra nhá. Thì cái chân 24 này chúng ta đo phải có 5V nhá. Phải có 5V, nếu không có 5V thì tức là ECM của chúng ta bị chết rồi. Mọi người đúng không ạ? Thì rắc vào giúp chúng ta rút khỏi cái cảm biến ECT này ra, chúng ta đo tại rắc luôn hoặc đo tại chân số 24 của ECM. Nếu không có 5V thì ECM chúng ta chết rồi nha. Có ý đúng không ạ? Mất cái mạch này rồi, hỏng mạch này rồi. Thì lúc luôn luôn xe chúng ta luôn luôn báo lỗi số 7. Có bây giờ câu hỏi của em là gì? Mọi người tìm cho em ở trên sơ đồ này, nó nằm ở chân số bao nhiêu, nó là chân tín hiệu của cảm biến IAT. Để chúng ta tìm trên sơ đồ nha. Và trên sơ đồ này khi chúng ta rút rắc ra chân số đấy nó phải có bao nhiêu vôn để chúng ta hiểu cho chân này.
Không, đây bây giờ là chân cảm biến IAT không phải ECT nhá. ECT chúng ta bỏ qua rồi. Bây giờ chúng ta tìm hiểu về cảm biến IAT. Cảm biến IAT nhá. Cảm biến IAT. Được. Ở trong bộ ba cảm biến luôn chúng ta sẽ tìm được. Tí nữa sẽ giải thích cho mọi người, chúng ta tìm ngay trên trên bộ ba cảm biến đấy, chúng ta tìm đúng một sợi dây chúng ta biết ngay. Được không ạ? Một sợi dây thôi. Rồi mọi người hình dung nhá. Ở trên sơ đồ này hôm trước mọi người cố gắng này. Cái cố gắng em nói với mọi người này. Ở cái phần ba ba chân mà trong trong này những cái từ viết tắt này trong em gửi cho mọi người rồi, mọi người cố gắng in cái file đấy ra và mọi người đọc qua một chút, sau đó nhìn trên sơ đồ nó đều có chữ này hết, đúng không ạ? Đều có chữ này hết. Rồi chân anh nào bảo chân số 12 đấy. Chân số 12 là chân gì? Rồi có rất nhiều anh em đã nhìn được chỉ số rồi. Thì mọi người thấy được là chúng ta chỉ cần nhìn một sơ đồ nguyên lý này chúng ta làm được thôi. Vì sao ạ? Chúng ta sẽ tìm thấy được là nó ở đây là gì ạ? À nó là chân số 14. Mọi người hình dung nhá. Chân số 24. Chân số 24 đó là cái chân ECT thì em bỏ qua rồi, đấy là vừa ví dụ với mọi người thôi. Còn bây giờ chúng ta tìm hiểu đó là cái chân IAT cơ. IAT. Rồi mọi người đọc giúp em nhá. Rồi ok, mọi người đã nhìn được cái cách đọc sơ đồ chưa ạ? Mọi người em khuyên mọi người lên có những bức tranh sơ đồ như thế này chúng ta treo lên thì chúng ta đọc, chúng ta sẽ hiểu được hơn rất nhiều so với đường dây. Chúng ta không phải nhớ quá nhiều đâu. Đó. Chúng ta nhìn chân nào chúng ta biết ngay chân đấy nó bao nhiêu volt rồi, phải có bao nhiêu volt rồi. Nó cực kỳ đơn giản. Em thì em không thích bóc ra nhiều vấn đề, nhiều sơ đồ. Em chỉ quan tâm một cái sơ đồ nguyên lý và một sơ đồ lắp ráp. Nếu cần chi tiết sơ đồ lắp ráp, còn nếu mà sửa về ESM, đường dây về ESM báo lỗi thì chỉ cần chân này là em tìm được thôi. Đúng không? Viết tắt là TA rồi, một số anh em đã tìm được ra từ viết tắt của nó là TA luôn rồi. Ok. Rồi tìm anh một số anh em tìm luôn được ra màu dây. Đúng không? Em khuyên mọi người lên sử dụng những cái sơ đồ đen trắng để chúng ta học về nguyên lý, để chúng ta hiểu hơn rất nhiều. Ô, một con số rất đẹp, em chụp lại màn hình. Rồi, một câu hỏi là phải rút rắc ra mới có đo được 5V nhá, còn để nguyên rắc nó khác ấy nhá. Rút rắc đấy nhá, cái rút rắc ra mới có 5V đấy nhá, mọi người hình dung ra câu hỏi không? Rút rắc ra mới có 5V, còn để rắc nó sẽ thay đổi, nó không có con số 5V đâu, nó sẽ bị thay đổi giá trị. Đúng không? Rút rắc ra nhá, rút rắc ra. Rồi, ok không ạ? Ok không ạ? Ok thì chúng ta cùng comment em sẽ giải thích tiếp này. Rồi. Rồi bây giờ ví dụ như đây IAT này nó sẽ báo mã lỗi số 9 đúng không ạ? Cái mã lỗi số 9 này phải không? Phải đây là mã lỗi số 9 đúng không ạ? Đây phải mã lỗi số 9 đúng không ạ? Rồi ok, bây giờ mọi người thấy được là đây cái mã lỗi của nó này. Cái mã lỗi của nó ví dụ như cảm biến ECT mã lỗi nó là mã lỗi số 7. Còn ví dụ như cảm biến IAT thì mã lỗi đó là mã lỗi số 9. Đó. Mã lỗi số 9 nhá. Cảm biến IAT mã lỗi số 9 đối với dòng Honda. Đối với những dòng khác, những hãng khác thì nó là mã lỗi khác nhá. Em cái đấy thì em không để ý, em không nhớ mã lỗi đâu. Vì em ít khi để ý cái phần thuộc nhớ mã lỗi lắm, vì trên tra cứu trên sơ đồ nó đã có rồi, hoặc là không em sử dụng bằng máy em nhìn thấy rồi. Đó. Rồi, mọi người hiểu chưa? Rồi, phải có 5V khi chúng ta rút rắc ra nha. Phải có 5V khi chúng ta rút rắc ra. Đó là điều nha. Rồi, thì theo mọi người, bây giờ ví dụ chúng ta rút rắc ra thì trên máy chẩn đoán nó sẽ báo bao nhiêu độ? Bây giờ câu hỏi nha. Bây giờ ví dụ em rút cái rắc cảm biến bộ ba cảm biến ra. Ví dụ như trên xe này em rút rắc bộ ba cảm biến ra thì mọi người nhìn trên máy chẩn đoán nó sẽ bao nhiêu độ? Câu hỏi nha. À, cùng tương tác nha. Một chút nữa thì chúng ta sẽ chuyển sang cảm biến TB cho nó hay hơn. Đúng không ạ? TB nó hay cực kỳ luôn. Còn mấy con cảm biến này thì để mục đích để mọi người, vì thực tế con cảm biến này nó cực kỳ dễ nên là muốn chia sẻ cho mọi người để thật sâu. Khi mọi người thấy nó, hiểu được nó, hiểu được đường dây, hiểu được chân ECM thì lúc này mọi người sẽ sang những cảm biến khác, nó cực kỳ đơn giản. Đúng không ạ? Rồi bây giờ mọi người comment nó sẽ là âm, nó là bao nhiêu độ nhá. Khi chúng ta rút rắc ra trên máy chẩn đoán sẽ báo bao nhiêu độ đúng không ạ? Rồi, ok. Không độ là sai nhá. Rồi, nó sẽ báo âm. Nhiệt độ rất thấp nhá. Âm độ. Ờ, anh An sai rồi. Mọi người phải hình dung ra hai chỉ số này để chúng ta xác định nhanh nhất ở trên máy chẩn đoán. À, cái nhiệt độ cao là sai nhá. Anh em để ý nhá.
anh Tuyên rồi anh An đang sai rồi nhá. Khi rút rắc cảm biến ra, nhiệt độ báo là điện áp là 5V. Nhiệt độ cao thì tương đương với điện áp cao tương đương với nhiệt độ thấp. Mời dùng nhá. Điện áp cao tương đương với nhiệt độ thấp. Nó hai thằng nằm tỷ lệ nghịch với nhau. Hai thằng tỷ lệ nghịch với nhau. Điện áp cao thì nhiệt độ thấp. Đó là hai cái thằng tỷ lệ nghịch với nhau. Ok chưa? Rồi có một số anh em nói là âm thì nó là chính xác nhá. Chính xác khi chúng ta đo tại chân số 14 rút rắc ra thì kiểu gì trên máy chẩn đoán nó cũng sẽ báo âm hoặc nhiệt độ rất thấp. Đúng không ạ? Rồi ok, chúng ta đã hiểu được vấn đề. Vì lúc này ECM nó nhận trọn vẹn 5V nó đi vào trong chip chủ, thì bây giờ em sẽ giải thích cho mọi người nó như thế nào. Đúng không ạ? Đứt dây tại sao nó lại báo âm. Đó, mọi người đọc được sơ đồ chưa ạ? Hình dung ra cái phương pháp đọc sơ đồ của em chưa? Của em chỉ có đọc sơ đồ thôi chứ em không quan tâm đến quá nhiều cái vấn đề khác. Quá nhiều mạch rất là rối. Rồi mọi người hình dung ra như này. Mọi người hình dung ra như này. Để em sửa lại cho nó đẹp. Đúng nguyên lý luôn. Chờ vài phút nha, mọi người chờ em vài phút em chỉnh cho đúng nguyên lý luôn. Đang chỉnh slide. Cho nó đẹp luôn vì online nên là nhiều lúc diễn tả mọi người nó hơi khó. Mọi người chờ em phút nha, vài phút nha, mọi người cùng tương tác với nhau đi. Rồi bây giờ em sẽ giải thích cho mọi người vì sao nó báo lỗi này. Là cực kỳ đơn giản luôn nhá. Rồi ok. Rồi mọi người chia sẻ lên nhá. Giải thích cho mọi người vì sao nó báo lỗi, mọi người thấy được nó 5V này. Vì sao nó lại lên 5V này? Đó mọi người có nhìn thấy trên màn ảnh này không ạ? Đó mọi người nhìn được trên màn ảnh này không ạ? Nhìn trên màn hình này không ạ? Rồi chia sẻ cho anh em lên, chia sẻ mạnh lên anh mọi người. Mục đích chia sẻ đến mọi người thì chia sẻ nhiều hơn. Anh em mà không chia sẻ mạnh này thôi, một hai vài buổi nữa thì em xin ngừng ở đây. Thì em thấy hiện tại rất nhiều anh em chia sẻ rồi, cũng nhiều anh em chia sẻ rất là hay. Thì mọi người lên tham khảo, đúng không? Bài của em cũ quá rồi. Rồi bây giờ mọi người cùng quan sát nhé. Mọi người cùng quan sát này, bây giờ em sẽ giải thích cho mọi người cái vấn đề là tại sao nó lại là khi đứt dây hoặc là khi rút rắc ra nó lại báo là 5V. Báo điện áp là 5V và nhiệt độ rất thấp. Vì sao? Chúng ta cùng quan sát trên cái màn hình này. Và quan sát trên màn hình nhá. Quan sát trên màn hình này, đúng không ạ? Rồi mọi người cùng quan sát, ở đây là cái phần tượng trưng cho ECM của chúng ta. Ở bên trong này nó sẽ có một con gọi là con chip chủ, con MP, con chip chủ. Con này nó sẽ điều khiển tất cả mọi thứ và nó lấy tín hiệu từ đầu vào, tất cả tín hiệu đầu vào để làm sao ạ? Để nó nhận diện được là cảm biến đang là bao nhiêu độ, báo về ECM để ECM biết được điều chỉnh cơ cấu chấp hành. Thì mọi người sẽ thấy được ở bên trong này bao giờ nó cũng sẽ có một con LM dạng LM7805, tức là gì, nó chuyển đổi điện áp từ 12V sang 5V ổn áp để gì ạ? Nuôi cho chip chủ, nuôi cho hệ thống bên trong, đường main bên trong, nuôi cho gì ạ? Đưa cấp nguồn VCC 5V cho cảm biến TB, cảm biến MAP và cấp nguồn cho gì ạ? Cái tín hiệu cảm biến nhiệt độ IET và ECT là những cái cảm biến chúng ta cần quan tâm. Rồi bây giờ mọi người cùng quan sát, ở đây em sẽ giải thích tại sao nó đứt dây hoặc là rút rắc cảm biến ra nó lại làm sao trở thành âm độ, nhiệt độ rất thấp và thứ hai nhiệt điện áp gửi về ECM. Thì mọi người cùng quan sát ở đây. Thì mọi người hình dung ra được ở đây là gì? Là luôn luôn ở bên trong, đây là ECM nha, mọi người nhìn thấy con chuột của em ạ. Thì đây trong này nó sẽ có luôn luôn có một bộ chuyển đổi, là chuyển đổi điện áp từ 12V sang 5V, đó là một con ICLM7805 dạng như vậy. Ở bên trong nó có thể sử dụng những loại khác, hãng khác. Thì bây giờ mình chỉ quan tâm nó biến đổi từ điện áp 12V sang 5V. Thì lúc này nó sẽ cấp qua, ví dụ như là con hôm trước còn giải thích cho mọi người là điện áp mà tín hiệu chưa? Cái điện áp tín hiệu chưa? Thì tất cả các tín hiệu điện áp này mọi người có thể chập ra mắt thoải mái, không sợ chết. Mọi người đúng không ạ? Tín hiệu điện áp này mọi người dập ra mắt thoải mái, không sợ chết. Miễn là làm sao đừng cấp dương vào là được. Được chưa? Thoải mái nhá. Thì bây giờ mọi người sẽ hình dung ra như này. Và chúng ta sẽ nhìn thấy được nó sẽ đi qua một con điện trở ở bên trong này, 5V điện áp này. Điện áp, cái con nguồn là nguồn VCC 5V, nó sẽ cấp nguồn
cho nó sẽ đổ qua đây là một con điện trở, điện qua một con điện trở đó. Nên là mọi người sẽ thấy được là gì ạ? Mọi người sẽ thấy được là nó tại sao mọi người đo được cái chân mà chân 24 lúc nãy ấy. Ví dụ bây giờ là chân 14 nhá, bây giờ là IAT. Thì bây giờ nó ví dụ mọi người đo khi rút rắc ra đo ở chân 2, chân 14 nó lại có 5V. Vì sao mọi người thấy được ở đây này? Ở đây nó là gì ạ? Nguồn 5V này nó sẽ đổ ra 5V đi qua một con điện trở này. Thì lúc này nó sẽ cản trở cái dòng điện đi. Còn điện áp mọi người vẫn đo được nó là 5V. Thì lúc này mọi người sẽ đo được tại chân này nó sẽ là 5V. Và 5V này nó sẽ đổ ra sao? 5V này đi qua điện trở. Mọi người hình dung giống nước nhá. Bây giờ mọi người định hình dung là chúng ta đang đổ nước này. Đổ nước qua đây. Thì bây giờ nó sẽ chia làm hai nhánh. Chia làm hai nhánh. Thì ở đây nó giống như một cái vòi nước của mọi người ấy. Giống như một vòi nước này. Thì mọi người sẽ thấy được là cái biến trở của mình ấy, cái cảm biến nhiệt độ của mình ấy, nó là một con biến trở, nó sẽ cảm nhận nhiệt độ thì giống như một cái vòi nước. Khi mọi người mở cái vòi nước ở đây càng lớn thì tức là giống như cái nhiệt độ chúng ta càng cao ấy, cái lúc này điện trở chúng ta càng thấp, tức là cản trở dòng điện càng thấp, thì nước này nó giống như cái vòi nước chúng ta mở hết cỡ ra thì nước ở đây nó sẽ chảy hết toàn bộ này ra mát. Thì trong này nó sẽ không, nó chia làm hai nhánh, nước nó đổ, khi được chúng ta đổ nước xuống đây thì nó sẽ chia làm hai nhánh, chạy, hiểu không? Chia làm hai nhánh chạy. Rồi, bây giờ mọi người sẽ hình dung ra được bây giờ nhá. Bây giờ giải thích là cái tình huống là bị tại sao chúng ta lại thấy được là 5V nó lại là bị đứt dây. Thì mọi người sẽ thấy được chúng ta đổ cái nguồn điện là 5V đi qua một con điện trở này. Rồi, thì điện áp lúc này nó sẽ bị cái cường độ dòng điện nó sẽ bị cản lại và nó chỉ còn điện tín hiệu điện áp thôi. Rồi, giải thích cho mọi người tín hiệu điện áp hôm trước rồi, vì qua một con điện trở này nó cản trở lại. Thì lúc này mọi người sẽ thấy được là đổ điện 5V ra, nó đo ra đây, nó sẽ 5V nó sẽ chạy ra hai hướng. Chạy ra hai hướng đúng không ạ? Nên tại sao mọi người rút rắc ra, mọi người đo ở cái chân số 14 lúc nãy ấy, ở trên sơ đồ ấy, thì nó có 5V. Vì sao? Vì lúc này nó điện áp nó đổ ra ngoài. Thì lúc đấy mọi người thấy được ở chân này bị đứt, nó sẽ không về với mát được. Thì lúc này 5V này nó sẽ ở đây, nó không chạy được nữa. Mọi người thấy được nó điện nó giống như nước ấy, nó khô lắm. Nó có gì ạ? Không có đường đi, không có gì cả, nó chỉ nó không chạy. Nó không chạy nữa. Cái đường nào dễ thì nó chạy. Thì bây giờ đường này nó bị cản trở, nó không ra được mát, thì 5V này nó trọn vẹn nó chạy thẳng về chip chủ. Mọi người đúng không ạ? 5V này nó trọn vẹn nó chạy về chip chủ. Thì lúc đấy mọi người sẽ nhìn thấy trên máy chẩn đoán nó báo là gì ạ? Nhiệt độ là điện áp là báo là 4972 mV, xấp xỉ 5V. Mọi người đúng không ạ? Xấp xỉ 5V. Thì lúc này mọi người sẽ thấy được là nó sẽ báo ngay nào, nó e xem nó hiểu ngay là gì ạ? Đang đứt dây hoặc là gì ạ? Nhiệt độ quá lạnh. Nhiệt độ quá lạnh nó là như vậy. Nên tại sao mọi người hình dung ra được đây là gọi là mạch phân áp. Cái mạch này nó giải thích thì nó nếu thực tế dạy ở dạy trực tiếp ấy thì sẽ chia sẻ cho mọi người nó dễ hơn. Cái mạch này gọi là mạch phân áp. Mạch này gọi mạch phân áp nhỉ, hay gọi là mạch chi áp. Thì mọi người sẽ thấy được là nếu bình thường chúng ta đổ ở đây, đổ 5V này, chip chủ nó sẽ đổ 5V đây. Tại sao mọi người phải rút rắc ra, mọi người sẽ đo lại có 5V ở đấy? Là vì lý do là gì? Bên trong này nó sẽ có nguồn điện 5V đổ thẳng ra và đi qua điện trở, nó cản trở lại dòng điện. Và lúc này nó chỉ còn tín hiệu điện áp thôi. Thế mọi người có thể lấy chân này dí ra mát thoải mái. Và chúng ta lợi dụng cái việc nó dí ra mát được để chúng ta kiểm tra nó là gì? E xem chúng ta sống hay chết, hoạt động có tốt hay không, đúng không ạ? Nếu đứt dây thì 5V, mọi người thấy được là nếu đứt dây nhá thì có phải là gì ạ? Có phải là gì ạ? Cái mạch ở đây này chúng ta thấy được là cái 5V nó không chạy được sang bên trái này nữa, không chạy ra cảm biến được chúng ta nữa, điện áp không chạy ra đây nữa, thì có phải 5V nó chạy trọn vẹn chạy thẳng vào chip chủ này không? Thì chip chủ này nó đo được là nguồn điện 5V ổn định ở đây thì tức là gì ạ? Nó hoạt động bình thường. Quên xin lỗi, nó sẽ là nhận diện được là điện áp của chúng ta là 5, sấp xỉ 5V, 4,9V chẳng hạn, là điện áp nhiệt độ rất cao và tương ứng với một là đứt dây, hai là ở cái nơi rất lạnh, đúng không ạ? Trong tủ lạnh, tủ kem chúng ta ấy. Và được chưa, mọi hình dung chưa? Rồi đến với tình huống, bây giờ mọi người thấy cái tình huống là gì? Bây giờ chúng ta thấy được cảm biến chúng ta, tại sao cảm biến chúng ta hoạt động được là gì? Khi cái cảm biến nhiệt độ chúng ta tác động được, cái nhiệt độ nó tác động vào con cảm biến này, con biến trở này, thì cái biến trở này nó tác động, nó thay đổi giá trị điện trở nó thay theo cái nhiệt độ của môi trường. Thì mọi người thấy được 5V này nó đổ ra đây, thì khi 5V này nó vẫn có thể chảy ra mát được, thì cái đường lượng điện áp này nó được chia đôi. Thì lúc này làm sao ạ? Thằng này nó sẽ chia được ra, nó sẽ cản trở được bao nhiêu thì nó cản trở, có đâu nó sẽ quay về đây. Thì nhờ vào như vậy e xem nó hiểu được là cái nhiệt độ này đang là bao nhiêu thông qua con số điện áp. Còn nếu bây giờ chúng ta thấy được là nó bị chập ra mát thì sao? Mọi người dùng là chập ra mát thì sao? Chúng ta nhìn trên máy chẩn đoán nhá, nó hai chỉ số chúng ta cần quan tâm, đó là một là chỉ số liên quan đến nhiệt độ, thì chúng ta phải nhìn nhiệt độ nó là bao nhiêu độ này, là con người nhìn. Mọi người đúng không ạ? Là con người nhìn vào con số nhiệt độ, còn xem nó hiểu về con số điện áp. Mọi người đúng không ạ? Còn mình đang nhìn vào cả hai thông số luôn. Thì bây giờ mọi người cũng quan tâm là gì? Bây giờ ví dụ chúng ta thấy được tín hiệu chúng ta chập ra mát thì sao? Mọi người thấy được là bây giờ chúng ta đổ 5V qua điện trở này thì bị cản trở dòng điện lại, chỉ còn tín hiệu điện áp thôi, thì nó đổ 5V ra đây và 5V này nó chạy ra hai hướng. Thì cái bây giờ mọi người thấy được là cái đường này chạy ra mát dễ quá, đi ra tốt quá, nhanh quá, tốt quá, thì điện, mọi người dùng là điện nó khô lắm, nó thấy đường nào dễ đi thì nó chạy. Mọi người chưa ạ?
chạy ra mát, thì lúc đấy mọi người thấy được 5V này trọn vẹn nó đổ hết ra mát, thì lúc này chip chủ nó không còn điện nữa, đúng không ạ? Nó không còn điện nữa thì lúc này nó sẽ dạo, nó báo ngay là nhiệt độ rất là cao, và lúc này điện áp 0V. Thì như vậy chúng ta lợi dụng vào cái việc đấy, chúng ta kiểm tra nó cực kỳ nhanh. Hôm trước là giới thiệu mọi người cách chúng ta rút rắc ra và chúng ta quẹt ra mát, đúng không ạ? Rút rắc ra và quẹt ra mát thì lúc này chúng ta sẽ kiểm tra được ngay nó là gì ạ? Như vậy rồi. Ok không ạ? Ok không ạ? Mọi người hình dung không ạ? Khi chúng ta chập ra mát thì cái nhiệt độ rất cao và lúc đấy điện áp nó rất là thấp. Đó là hai cái chỉ số mọi người cứ quan tâm trên chỉ số trên máy chẩn đoán. Ok không ạ? Mọi người thấy được cái việc mà chúng ta sử dụng cái công cụ để hỗ trợ chúng ta nhiều không ạ? Thay vì chúng ta phải nhớ cái việc là đo điện trở nó bao nhiêu vôn, đo bao nhiêu ôm, đường dây này bao nhiêu vôn, nó rất là mất thời gian. Khi chúng ta nhìn trên máy chẩn đoán là chúng ta phân tích, là chúng ta chẩn đoán được khoảng 70% rồi. Sau đó chúng ta nhìn trên sơ đồ là chúng ta biết ngay được nó nằm ở đâu, chúng ta xác định cực kỳ nhanh. Được không ạ? Rồi mọi người hiểu cái vấn đề là cái mạch phân áp này là gì ạ? Mạch chia áp này là gì chưa? Tại sao nó đứt dây thì nó lại báo âm báo âm độ, và tại sao chập thì nó báo nhiệt độ cao? Mọi người hình dung chưa? Ok không ạ? Hôm nay phải làm ca lớp ạ. Hôm nay phải làm ca lớp à? Rồi mọi người nghe âm thanh có bị rè không ạ? Hôm trước em nghe thấy có vẻ hơi rè rè. Giọng mình ngon thế mà lên loa mà bị rè, không được đúng giọng mình lắm. Rồi đây là cái phương pháp mà làm việc đúng khoa học nha mọi người nhá. Không phải là cái việc là chúng ta thử như mọi hôm là quẹt ra mát rồi. Cái quẹt ra mát đấy là em chia sẻ cho mọi người cái cách kiểm tra thôi. Còn cái việc đây là chúng ta phân tích đúng theo kiểu khoa học, đúng khoa học nhá. Là chúng ta biết được chỉ số. Mọi người hình dung ra được e sen nó chỉ quan tâm đến con số điện áp, nó không quan tâm đến cái việc điện trở hay không quan tâm đến đứt dây. Mọi người hình dung không ạ? Vâng. Đâu, em nghe lại nghe nó rè rè. Rồi anh Mạnh Quyền có hỏi là câu hỏi là bây giờ dập mát mà máy chẩn đoán vẫn gì ạ? Dập ra mát mà máy chẩn đoán vẫn báo âm thì sao ạ? Có mọi người đúng không ạ? Khi chúng ta nhập dập ra mát mà máy vẫn báo là âm độ thì sao? Mọi người hình dung ra lúc đấy chúng ta đo tại chân của ESM để nguyên rắc mà chúng ta đo lúc đấy có bao nhiêu vôn, 5V. Hoặc là có thể như này nhá, có thể là hỏng bên lỗi, hỏng bên ESM của chúng ta nhá. ESM chúng ta cũng bị hỏng như này. Ví dụ như là chúng ta dập ra mát, chúng ta đo ở tại chân số 14. Ví dụ như ở trên này để hết trên kia mất rồi. Chúng ta đo tại chân số 14 của ESM lúc nãy giải thích cho mọi người ấy, đúng là chân của tín hiệu của cảm biến IAT nhá. Chúng ta đo tại chân số 14 thì khi chúng ta dập ra mát thì chân đấy nó vẫn 0V như bình thường. Nhưng trên máy chẩn đoán nó vẫn báo là âm độ đúng không? Âm độ đúng không? Nhiệt độ âm như lúc nãy anh nào anh hỏi đúng không? Mọi người hình dung không ạ? Âm độ ấy. Rồi bây giờ mọi người hình dung ra được cái mạch của chúng ta bây giờ nó sẽ chia làm hai hướng không ạ? Hai hướng không ạ? Cái việc chúng ta đang là một hướng ở bên ngoài thôi. Khi chúng ta đo chập ra mát bên ngoài thì đo ở tại chân số 14 lúc nãy ấy, giải thích cho mọi người ở trên sơ đồ ấy. Trên sơ đồ này. Đây em giải thích qua này xong em đọc trên sơ đồ nha. Thì cái việc là ESM lúc này thì ở cái đường dây, mọi người thấy được một cái đường dây này không? Nhìn thấy con chuột của em ạ. Cái đường dây này nó chạy về chip chủ nó bị đứt rồi, hoặc nó bị hỏng rồi. Tức là lúc này nó cái chip chủ này nó không nhận diện được. Nó không nhận diện được. Đúng không ạ? À, 5V cơ mà. 5V tức là đường dây này nó phải chạy vào đây rồi. Đường dây này nó luôn luôn nó chạy vào đây, nó bị đứt ở đoạn này nhá. Nếu nó đứt là trạng thái là 5V, nó sẽ bị đứt một điểm. Một là lỗi do phần mềm, hai là ở bên trong này nó bị lỗi. Đúng không ạ? Lỗi. Nó hơi khó nhá. Mọi người hình dung là nếu nó báo như vậy thì cái tình huống đấy em thấy nó ít lắm. Ít xảy ra lắm. Ít xảy ra lắm. Một là nếu mà nó bị báo âm như vậy mà anh dập ra mát rồi vào âm ấy thì chỗ này chắc chắn không có điện. Không có điện luôn. Rồi, chân số 14 sẽ không có điện nha. Thôi giải thích cái này nhiều anh em khó đúng không ạ? Chúng ta xác định được là lỗi do ESM hay lỗi do đường dây do cảm biến là được rồi. Đó, cái này phân tích vào sâu thì nhiều lúc anh em sẽ bị rối. Chúng ta chỉ cần phân tích là chắc chắn bên trong ESM có vấn đề. Một là đường dây chạy về chip chủ là có vấn đề, đúng không ạ?
Hoặc cái giải thích cái đấy sẽ bị dối nhá. Cái sẽ giải thích được nhưng nó sẽ bị dối. Ở đây sẽ bị dối mọi người lên. Đúng không? Chúng ta hiểu được là SM chết hoặc là đường dây hoặc cảm biến là xong rồi. Đấy là cách chúng ta sửa chữa. Đúng không ạ? Ok không ạ? Để chúng ta chuyển bài nhá. Ok, chúng ta chuyển bài. À bây giờ ví dụ bây giờ chúng ta nhìn trên sơ đồ trên bộ ba cảm biến này chúng ta có tìm được dây đấy không? Bây giờ ví dụ bây giờ chúng ta tìm trên bộ ba cảm biến này chúng ta có tìm được cái dây cảm biến nhiệt độ IET không? Vâng. Ok không ạ? Bây giờ chúng ta chuyển sang phần mới nhá. Sang TB nhá. Ok không ạ? Hai cảm biến nhiệt độ nó rất đơn giản thôi. Mọi người nhớ này, cảm biến nhiệt độ là gì? Nó cảm nhận thực tế của xe, báo về cho xe trên ECM nó đúng với thực tế thì tức là nó đúng. Đúng ạ? Rồi cái ngày mai em sẽ làm bây giờ chúng ta chạy lốt lý thuyết, ngày mai em sẽ trực tiếp ở trên xe nhá. Ngày mai sẽ trực tiếp trên xe cho mọi người cách chúng ta kiểm tra trên máy chẩn đoán để chúng ta xác định được cái lỗi cảm biến IAT, cảm biến ECT trên máy chẩn đoán nhá. Trên máy chẩn đoán nhá, chúng ta nhìn trên máy chẩn đoán chúng ta xác định được. Đúng không ạ? Rồi hôm nay chúng ta sẽ học lý thuyết đã. Ngày mai sẽ học thực hành, em sẽ hướng dẫn mọi người cách chúng ta làm kiểm tra trên máy chẩn đoán đúng như cái việc mà em tả không. Đúng không ạ? Kiểm tra nhanh. Ok nhá. Ok không ạ? Rồi bây giờ cũng mấy giờ rồi? 10 giờ rồi. Rồi chúng ta chạy nốt nửa tiếng về vấn đề cảm biến TB nhá. TB là loại cảm biến gì? Rồi, ok. Và tiếp tục tìm hiểu. Rồi, cảm biến TB là gì? Anh em có anh em nào bây giờ còn chưa nhớ được tên không? Có anh em nào chưa nhớ tên không? Tên cảm biến không? Rồi, con TB này bản chất nó là một con biến trở nha. Một con gọi hay gọi là chiết áp nha. Đúng không? Một loại biến trở. Biến trở. Loại biến trở bản chất nó là gì? Cái điện trở nó thay đổi liên tục được, linh hoạt được. Thế nên em khuyên mọi người lên có một con biến trở như vậy để chúng ta giả lập được tất cả các loại cảm biến trên xe, đúng không ạ? Giả lập tất cả cảm biến trên xe. Rồi cảm biến TB là cảm biến vị trí bơm ga nhá. Cảm biến TB là cảm biến vị trí bơm ga. Rồi cảm biến TB là cảm biến vị trí bơm ga. Cảm biến TB này là cái gì ạ? Cảm biến TB này là cảm biến nó sẽ kết nối giữa con người với cái xe, đúng không ạ? Nó hiểu được mong muốn của con người, đúng không ạ? Nó hiểu được mong muốn của con người. Mọi người hình dung nhá, mình hiểu theo cách của con người ấy, đừng hiểu theo kiểu máy móc nhá. Bây giờ mọi người hình dung này, cái TB nó kết nối giữa con người với cái xe, tức là nó hiểu mong muốn của con người đang đi như thế nào. Mọi người đúng không? Mọi người thấy đúng không như vậy không? Bây giờ mọi người thấy được là cái TB của chúng ta nó xác nhận được là chúng ta muốn tăng tốc, thì thông qua TB thì mới hiểu được là chúng ta muốn tăng tốc, phải không ạ? Đúng không ạ? Đó, mọi người hiểu theo kiểu con người nhá. Em hay kiểu giảng thích cho theo kiểu dạng con người hiểu nhau với nhau, nó dễ. Thì xem là hình dung này, chúng không phải hiểu theo kiểu cái máy. Thì mọi người hình dung là nó là cái dạng kết nối mong muốn của con người với cái xe. Cái xe nó thông qua cảm biến TB để nó hiểu được là mong muốn của con người đang muốn đi nhanh, đi chậm hay đi như thế nào. Đó là như vậy. Được chưa ạ? Được không ạ? Rồi bây giờ mình giải thích về cái cảm biến TB thì nó rất là thực tế như này. Cảm biến TB của chúng ta bản chất nó là một con biến trở, là một con chiết áp như này. Mọi người hay gọi là một con chiết áp. Mà mọi người hay thấy được ở ra một cái âm ni hay một cái loa đài hay một cái thiết bị điện tử nào bao giờ cũng thấy được cái vặn. Mình giống như cái volume ở nhà mọi người hay vặn là vặn này gì ạ? À, to nhỏ đúng không ạ? To nhỏ đúng không ạ? Phải không ạ? To nhỏ. Thì chính là con biến trở nó cũng dạng là kết nối của con mong muốn của con người là muốn âm thanh chúng ta to hay nhỏ thì nó là kết nối giữa con người. Đúng không ạ? Đó là như vậy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu là gì? Cảm biến TB nó là một cái dạng biến trở. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu cấu tạo. Vâng, đúng không ạ? Mọi người hiểu được cái cấu tạo của cảm biến TB này là gì? Bản chất là gì? Nó là một con biến trở. Nó bản chất là gì? Nó khi nó thay đổi, nó là ứng dụng lên một chiếc xe thì người ta gọi là cảm biến TB. Thay đổi hình dạng một chút thôi, nhưng mà nó nghe cả một cái công nghệ bầu trời công nghệ, phải không ạ? Nhưng bản chất nó chỉ là một con biến trở mà thôi, phải không ạ? Bản chất nó chỉ là một con biến trở. Thì khi chúng ta góc mở nhỏ, khi chúng ta để hạ hết tay ga thì nó sẽ là góc điện áp sẽ nhỏ, gửi tín hiệu điện áp gửi về ECM là điện áp nhỏ. Khi chúng ta ga lớn lên thì điện áp gửi về ECM nó lớn lên.
Được không ạ? Một chút nữa sẽ giải thích cho mọi người, chúng ta sẽ tìm thấy ngay khi chúng ta biết được là cảm biến TB này bắt buộc đời nào, hãng nào, xe nào thì cũng bắt buộc phải sử dụng loại cảm biến 3 giây. Mọi người hiểu không ạ? Bắt buộc phải sử dụng loại cảm biến 3 giây, đều phải sử dụng cảm biến 3 giây. Thì khi chúng ta nhìn trên máy chẩn đoán, chúng ta sẽ biết ngay được nó đứt dây nào. Đúng không ạ? Hôm trước giải thích cho mọi người là gì ạ? Cảm biến 3 giây nó sẽ cần những cái điều kiện gì? Thứ nhất là nó cần đến một là gì ạ? Nguồn cấp, hai là mát và một dây tín hiệu. Thì tí nữa chúng ta sẽ tìm nhìn trên máy chẩn đoán, chúng ta biết ngay được nó đứt dây nào. Đứt dây mát, đứt dây tín hiệu hay đứt dây gì ạ? Nguồn. Chúng ta nhìn trên máy chẩn đoán chúng ta sẽ nhìn thấy ngay. Đúng không ạ? Ok không ạ? Rồi bây giờ theo mọi người câu hỏi nhá. Bây giờ cái vừa rồi em nói là cái mong muốn của con người thông qua cảm biến TB để xem nó hiểu được nó là như thế nào. Thì bây giờ câu hỏi này, tiếp tục câu hỏi nhá, để mọi người cùng tương tác với nhau. Bây giờ câu hỏi là gì? Thì bây giờ ECM thì theo mọi người nhá, cái xe chế cơ của chúng ta khi chúng ta tăng tốc và chúng ta giảm ga thì xe chúng ta sẽ thấy được giảm tốc độ động cơ lại, nó ghim động cơ chúng ta ghim lại, ghim động cơ chúng ta lại, ghim lại, đúng không ạ? Để làm sao? Để xe chúng ta có thể bị giảm ga xuống để đi, đúng không ạ? Khi chúng ta tăng tốc và chúng ta hạ ga xuống thì xe chúng ta bắt đầu giảm dần. Thì theo mọi người vì sao nó giảm dần? Mọi người nhìn đúng không? Thì câu hỏi nhá, vì sao nó lại giảm dần? Ở chế cơ nhá, thì ở chế cơ thì khi chúng ta đóng tay ga xuống chúng ta xuống ấy, cái kim cối chúng ta đóng xuống thì lúc này chúng ta thấy được là gì ạ? Động cơ chúng ta ghim động cơ lại, nó giảm dần tốc độ xuống. Nhưng đối với xe phun xăng điện tử thì mọi người thấy được làm thế nào để nó dừng được động cơ, thì dừng được động cơ xuống, đúng không ạ? Rồi điện áp giảm, theo nhiều anh em nói là bây giờ giảm điện áp giảm, thì bây giờ làm thế nào để nó hiểu được để nó dừng động cơ xuống. Câu hỏi nhá mọi người, phải cái này nó rất là hay này, mọi người phải hình dung ra được này. Bây giờ khi chúng ta ở chế cơ ấy, chúng ta tăng tốc sau đó chúng ta nhả tay ga xuống thì cái kim cối của chúng ta đóng hoàn toàn, thì lúc này nó không có lượng xăng phun vào thì xe không thể tăng tốc được, thì lúc đấy nó sẽ ghim động cơ lại xuống, đúng không ạ? Thì ghim động cơ lại xuống, đúng phải không ạ? Phải không ạ? Rồi thì đến bây giờ xe phun xăng điện tử thì làm thế nào để động cơ khi chúng ta nhả tay ga ra thì động cơ xe của chúng ta phải ghim lại, đúng không ạ? Giảm tốc độ lại. Còn nếu mà chúng ta hạ tay ga xuống mà xe chúng ta vẫn chạy thì người ta gọi, hay anh em gọi, hay gọi là òa ga, đúng không ạ? Òa ga. Phải không ạ? Nhớ anh em gọi là òa ga đấy, đúng không ạ? Thì bây giờ thì xe điện tử thì làm thế nào để xe dừng xe lại? Để xe dừng lại, đúng không ạ? Một số anh em đã trả lời được đúng rồi đấy. Còn một số anh em vẫn đang chưa hiểu được vấn đề, đúng không ạ? Thì hôm nay sẽ giải thích cho mọi người tại sao nó dừng được xe. Bây giờ câu hỏi bây giờ thì tại sao nó dừng được xe? Rồi nhiều anh em đã hiểu được điện áp giảm rồi, cái điện áp giảm rõ ràng, điện áp giảm thì nó rõ ràng rồi. Tí nữa sẽ giải thích cho anh cái nguồn 5V nhá, anh giáo trang nhá. Cái nguồn đấy nó khác nhá. Rồi có một số anh em đã comment rất là đúng rồi, có một số anh em đang vẫn chưa hiểu cái vấn chưa hiểu rõ được cái vấn đề này. Rồi phải trả lời một câu chính xác nó là gì. Rồi bây giờ mọi người sẽ hình dung ra được là vì sao giảm này, vì sao khi chúng ta hạ tay ga xuống thì xe của chúng ta nó ghim cái lực lại, nó có cái nào có giảm tốc độ xuống bằng cách nào, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ giải thích cho mọi người này, có một số anh em đã hiểu hoặc là một số anh em đã được qua thông qua đào tạo chúng ta đã hiểu được vấn đề. Thì mọi người hình dung là khi chúng ta hạ TB xuống thì điện áp TB thì ECM nó sẽ hiểu được cái tín hiệu của điện áp TB của chúng ta là về mức nhỏ nhất, đúng không ạ? Về mức nhỏ nhất thì lúc này ECM sẽ gì ạ? Điều chỉnh cho kết hợp với cái tín hiệu của cảm biến CKB. Mọi người dùng nhá. Khi ECM nó sẽ lấy tín hiệu của cảm biến TB để biết được là bướm ga chúng ta đóng hoàn toàn và lúc này con người chúng ta hạ ga muốn giảm tốc độ thì ECM nó sẽ lấy kết hợp với tín hiệu của cảm biến CKB để làm sao điều khiển ngắt kim phun. Mọi người dùng nhá, ngắt kim phun nhá. Lúc này nó sẽ là ngắt kim phun, mọi người dùng là ngắt kim phun nhá, ngắt kim phun. Không phải là giảm phun xăng đâu nhá, mà là ngắt kim phun luôn nhá, mọi người dùng nhá. Và bao giờ nó ngắt kim phun đến cái tốc độ động cơ của chúng ta dưới đến khoảng 2.000 vòng trên phút, hơn 2.000 vòng trên phút thì lúc này nó bắt đầu nó phun trở lại. Ngồi zoom nhé nhá. Lúc này nó không phải là giảm thời gian phun nữa mà nó ngắt hoàn toàn phun xăng để giảm tốc độ động cơ xuống. Và lúc này nó kết hợp với cảm biến CKB để đến với tốc độ là khoảng hơn 2.000 vòng trên phút thì lúc này nó phun trở lại. Để mục đích là gì? Mọi người zoom vào là gì? Mục đích là gì? Để giữ lại tốc độ cầm chừng.
Không thì lúc đấy mọi người gọi là gì ạ? Mất guarantee, đúng không ạ? Giảm ga chết máy. Thì lúc này nó sẽ kết hợp với cảm biến TB, à cảm biến CKB, xin lỗi mọi người, cảm biến CKB để biết được vòng tua máy chúng ta đang là bao nhiêu. Thì lúc này nó sẽ phun trở lại, đúng không ạ? Phun trở lại để duy trì tốc độ không tải, để không cho xe chúng ta bị chết máy. Mọi người dùng chưa? Thì nên là việc ở đây là gì? À, mọi người dùng như này. Ở đây khi TB chúng ta đóng hoàn toàn, mọi người hình dung giải thích lại một lần nữa này. Khi TB chúng ta đóng hoàn toàn thì lúc này điện áp của TB gửi về ECM nó nhỏ, điện áp nhỏ thì ECM nó sẽ hiểu được là gì, đang bơm ga của chúng ta đóng hoàn toàn. Thì lúc này nó sẽ điều khiển cho kim phun ngắt hoàn toàn kim phun nhá. Ngắt hoàn toàn kim phun nhá, lúc này không phun nữa nhá, không phun nữa để ghim cái tốc độ động cơ của chúng ta giảm xuống, giảm xuống. Và sau khi đó nó kết hợp với cảm biến CKB để xác định được tốc độ vòng tua máy của chúng ta đang ở bao nhiêu. Thì lúc này làm sao? Thì lúc này nó phun trở lại. Nó khi tốc độ vòng tua máy của chúng ta đến 2000 vòng trên phút thì lúc này nó phun trở lại. Phun để trở lại để làm gì? Để mục đích không cho chúng ta xe của chúng ta chết máy. Mọi người chưa ạ? Để duy trì tốc độ không tải. Thế nếu mà ví dụ chúng ta ngắt hoàn toàn thì lúc này phun xăng xuống nó ngắt mà chúng ta lúc đấy không có cảm biến CKB để không xác định được vòng tua máy bao nhiêu thì lúc đấy làm sao ạ? Chết máy. Đó là như vậy. Mọi người hình dung chưa ạ? Thực tế cái này nó rất đơn giản nhưng nhiều một số anh em chúng ta chưa được chưa tiếp cận thấy nó mơ hồ đúng không ạ? Thì hôm nay chúng ta sẽ làm rõ cái vấn đề này. TB rất hay nhá, TB rất hay, nó có nhiều chế độ liên quan đến TB lắm. TB. Rồi mọi người thấy cái phần này hay ý nghĩa không ạ? Comment cái nào. Comment cái. Rồi ngắt thời gian phun xăng nhá. Ngắt thời gian phun xăng. Và sau khi đó kết hợp với CKB để phun xăng trở lại để tốc độ, duy trì tốc độ cầm chừng 2000 vòng trên phút, à 1700 vòng trên phút, ví dụ như vậy. Đúng không ạ? Không để xe chết máy. À, mọi người comment đi ạ, có nhìn được cái màn hình không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng quan sát cái chỉ số trên máy chẩn đoán nhá. Mọi người comment đi ạ, comment đi ạ. Ok không ạ? Ok không ạ? Rồi đơn giản không? Đơn giản dễ hiểu không ạ? Đơn giản dễ hiểu. Bây giờ chúng ta cùng nhìn trên chỉ số có đúng như cái vừa em vừa chia sẻ không? Chúng ta sẽ nhìn trên máy chẩn đoán nhé. Cái phương pháp làm việc của em đều phải nhìn vào trên máy chẩn đoán để chúng ta xác định được nhiều cái vấn đề. Đúng không ạ? Chúng ta phải nhìn trên máy chẩn đoán thì chúng ta mới làm được những cái việc chuyên sâu. Ví dụ như chúng ta sẽ phân tích về chỉ số những cái xe đến với chúng ta nó không bị báo lỗi mà chúng ta phải biết được nó đang bị ở phần nào liên quan đến nhiên liệu, cơ khí hay cao áp để chúng ta phải biết được. Vâng. Đó, ok mọi người. Bão like rồi. Rồi ok, bây giờ chúng ta cùng quan sát như cái vừa rồi em vừa giải thích đó là gì. Mọi người hãy cùng quan sát ở trên máy chẩn đoán, chúng ta nhìn chỉ số trên máy chẩn đoán nhá. Nhìn chỉ số trên máy chẩn đoán này. Mọi người quan sát cho em cái chỉ số ở đây nhá. Có nhìn được không ạ? Có nhìn được không ạ? Comment lại nhá. Hoặc là mai anh em nào có chỉ số anh nào có máy chẩn đoán nhá, máy nào cũng được không quan tâm nhá. Máy nào cũng được, anh em nhìn trên máy chẩn đoán cho em là khi anh ga lớn lên, nhìn chỉ số ấy, nhìn tốc độ vòng tua máy này, nhìn thời gian phun này, góc đánh lửa này. Đúng không ạ? Vị trí bơm ga. Mai nhá, mai mọi người làm luôn nhá. Mai mọi người làm luôn trên máy chẩn đoán nhá, máy nào cũng được. Đúng không ạ? Máy nào cũng được, nhìn trên máy chẩn đoán máy nào cũng được. Ga lớn lên. Vòng tua máy nó tăng lên đột ngột xong nhả ga đột ngột khi TB chúng ta về 0.0 độ thì lúc này gì ạ? Thời gian phun sẽ về 0.0 mili giây. Lúc này điều khiển là gì ạ? ECM sẽ điều khiển ngắt kim phun luôn, ngắt hoàn toàn kim phun và sau đó tốc độ động cơ của chúng ta giảm xuống thì lúc này nó mới phun trở lại. Ngày mai em sẽ giải thích từng chân, hôm nay chúng ta học về nguyên lý đã, đừng vội nhá. Chúng ta làm từng phần một, chúng ta hiểu được từng phần một, sau đó chúng ta tìm hiểu cái việc mà xác định đường dây nó cực kỳ đơn giản. Nếu mà xác định mà cách mà kiểu dạng mà học theo kiểu sửa chữa ấy, thì đơn giản lắm. Kiểu dạng chia sẻ cho anh em mà cách sửa chữa đơn giản cực kỳ luôn. Xác định nó sống chết đứt dây nào ấy, nhìn trên máy chẩn đoán em nói được luôn, đúng không ạ? Đo được, đồng hồ đo được bình thường nhưng mà chúng ta sẽ không hiểu được nhiều yếu tố đâu. Không hiểu được thời gian phun góc bánh lửa, không hiểu được nhiều yếu tố lắm, đúng không ạ? Nên là chúng ta lên có máy chẩn đoán máy nào cũng được. Em thấy bây giờ thị trường rất nhiều máy đời cũ giá rẻ, mọi người lên mua và trải nghiệm đi. Em nghĩ là nên như vậy. Máy mới thì có thể là đắt, còn máy cũ thì mọi người mua rất là rẻ, vài triệu đồng, đúng không? Rất nhiều máy cũ chúng ta có thể về khai thác nó lên rất nhiều. Rồi rất nhiều anh em thích cái kiểu chế cháo, em thì em thích về zin. Làm đúng. Mọi người hiểu vì sao nguyên lý là vì sao nó bị hụt giật. Hụt giật là có vấn đề. Vấn đề nó phải ở đâu chứ phải tìm hiểu vấn đề chứ đừng có hiểu là học rất nhiều anh em là kéo điện áp TB hay là hạ điện áp TB, những cái đấy bỏ qua đi. Cái đấy em sẽ giải thích cho mọi người tại sao ở những cái phần sau, đúng không?
Bây giờ mọi người quan sát nhé, có người nhìn được cái nhìn được trên máy chẩn đoán không? Chúng ta nhìn được trên máy chẩn đoán không ạ? Chúng ta sẽ nhìn vào trên máy chẩn đoán nhá. Nhìn trên máy chẩn đoán này chúng ta cùng quan sát nhá. Mọi người quan sát cho em vào cái hai hàng cần quan tâm này. Hai hàng cần quan tâm. À ba cái hàng đi, ba hàng cần quan tâm là đó là vị trí bơm ga, sau đó đến thời gian phun và góc ánh lửa. Mọi người nhìn cho em ba cái yếu tố. Mọi người hiểu là gì? Tất cả các cảm biến của chúng ta đầu vào. Mọi người hình dung này, tất cả các kiểm cảm biến chúng ta đầu vào là gì? Là nhận tín hiệu đầu vào để cho ECM xác định và điều khiển phun xăng và đánh lửa nha mọi người hình dung nha. Mọi người hình dung nha. Phải có mọi người sẽ phải xác định được cảm biến là tín hiệu đầu vào để xác định các cái tín các cái gì ạ? Để điều khiển các cơ cấu trong hành đó là phun xăng và đánh lửa thì mọi người sẽ thấy được là cảm biến TB nó ảnh hưởng trực tiếp đến các cái phần này. Được không? Ảnh hưởng trực tiếp, mọi người nhìn quan sát cho em ba cái yếu tố này nhá. Ngày mai các anh thử nhìn trên máy chẩn đoán nha. Cái phương pháp này gọi là phương pháp nhìn dữ liệu, thông qua dữ liệu để chúng ta biết được. Còn ngày mai mọi nhiều anh em ấy, bây giờ cái thông cảm mọi người thông cảm, đây là cái hình ảnh này nó hơi nhỏ một chút. Hình ảnh nó thông cảm một chút. Để em kéo to ra cái nha cho mọi người cùng nhìn cho dễ. Một số anh em ở xa nếu bình thường ở đây ấy, thì nó dễ, giờ em sẽ kéo to ra. Cho mọi người cùng nhìn. Đúng không? Bình thường ở đây thì em mở video cơ. Cho này ra ngoài. Đây chúng ta cùng nhìn nhá, quan sát nhá, quan sát em mở nó to ra này. Mọi người cùng quan sát. Ấy. Online nó phải thế vậy, khó ấy. Rồi mọi người cùng quan sát nhá, em sẽ mở cái màn hình to ra cho mọi người cùng nhìn cái chỉ số nó thay đổi này. Mọi người cùng quan sát nhá. Mọi người cùng quan sát cái chỉ số khi cái góc mở bơm ga của chúng ta về 0.0 độ nhá. Thời gian phun, mọi người nhìn nhá. Mọi người quan sát đây này. Khi chúng ta góc mở bơm ga chúng ta về 0.0 độ, ngày mai sẽ có góc mở tiêu chuẩn của từng hãng luôn nhá. Chỉ số từng hãng luôn một ở trong cái file tài liệu của em có hết tất cả mọi thứ. Thì sẽ có góc mở của từng hãng một, từng hãng nào và nó ảnh hưởng như nào. Đừng vội vàng nhá, mọi người đừng vội nhá. Đừng vội, làm nghề mấy chục năm cơ, vội làm gì vài phút, vài buổi đúng không ạ? Dài ra một tí để mọi người cùng hiểu, không vội gì cả. Còn học theo kiểu dạng là cầm tay chỉ việc thì nó dễ lắm, chỉ cho mọi người biết ngay nó đứt, nó hỏng, nhìn như thế nào biết nó hỏng thì nó dễ quá, đúng không ạ? Chúng ta phải hiểu được vấn đề này, sau này mai mọi người có thể tư duy được, mọi người tự phát triển được. Rồi mọi người cùng quan sát nhá. Khi góc mở bơm ga chúng ta về 0.0 độ thì lúc này thời gian phun nó sẽ như thế nào nhá? Chúng ta quan sát video. Quan sát video nhá. Lúc này là vị trí bơm ga này, đây đang nổ ga ti 1700 vòng trên phút, thời gian phun như này và sau đó ga lên thì như nào nhá. Ngày mai anh em nào có máy thì thử nhìn luôn nhá. Đây, khi chúng ta nhìn vào 0.0 độ và thời gian phun là bao nhiêu nhá. Anh em có nhìn được không? Ví dụ 0.0 độ thời gian phun là bao nhiêu và khi nào nó phun trở lại nhá. Quan sát nhá, quan sát mọi người cùng quan sát nhá. Cái này rất hay, hoặc mai ngày mai các anh thử đi. Khuyên các anh là lên có máy rồi chúng ta cùng thử đi, đừng mua máy về chỉ để đọc lỗi xóa lỗi. Đúng không ạ? Lên áp dụng cái máy thật nhiều vào. Vì cái máy là cái công cụ hỗ trợ chúng ta rất nhiều. Đúng không ạ? Đầu tư công cụ đi. Rất nhiều, như anh Nga nói là muốn câu cá thì phải sắm cái cần đúng không ạ? Hoặc là muốn kéo cá thì phải có cái lưới. Đó, mọi người có nhìn được không ạ? Mọi người nhìn được cái thời gian phun. Thời gian phun khi chúng ta góc ánh lửa ở vị trí bơm ga chúng ta về 0.0 thì thời gian phun chúng ta sẽ làm gì ạ? Cũng 0.0 luôn. Mọi người nhìn được không ạ? Mở lại một lần nữa nhá. Quan sát nhá, đừng vội vàng. TB rất hay. TB rất hay nhá, TB rất hay, cảm biến TB rất là hay. Đừng vội vàng làm gì cả. Đừng vội vàng làm chi đúng không ạ? Quan sát nhá, mọi người quan sát lại một lần nữa này. Khi TB chúng ta về 0.0 độ thì lúc này thời gian phun cũng về 0.0 luôn. Và sau đó khi tốc độ động cơ chúng ta giảm xuống thì nó lại phun trở lại, để mục đích là duy trì tốc độ không tải của chúng ta, không để xe máy chúng ta bị chết. Được không ạ? Ok không ạ? Mọi người nhìn được không ạ? Nhìn được chỉ số không ạ? Có đúng như thế không? Mọi người phải hiểu từng cảm biến một, nguyên lý hoạt động nó là như thế nào. Sau đó mình mới phân tích vào những chỉ số sau này. Nó là cái sợi dây liên kết. Chúng ta thấy được thằng nào lỗi ở đâu, lỗi như thế nào thì lúc đấy chúng ta mới phân tích được chỉ số. Được không ạ? Rồi mọi người comment đi, ok không ạ? Đúng như thế không? Có đúng như là khi chúng ta góc mở chúng ta về 0.0 độ thì thời gian phun sẽ về 0.0 mili giây. Góc đánh lửa cũng và thay đổi rồi thì thời góc tốc độ động cơ cũng giảm luôn. Ok không ạ? Ok, có like cái nào. Like cái nào. Đúng không ạ? Cứ mọi người cứ bình tĩnh đi, có rất nhiều chỉ số rất là hay. Chỉ số rất là hay đối với chúng ta phân tích chỉ số. Đúng không ạ? Phân tích chỉ số rồi chúng ta nhìn trên máy nó cho chúng ta rất nhiều. Chúng ta nhìn trên máy chẩn đoán, bây giờ mọi người hình dung là mình như một người bác sĩ
mình không cần thiết là phải sờ vào cái xe, giống như bác sĩ khi mình đến vào một bệnh viện ấy, người ta có sờ vào mình đâu, người ta đưa mình đến xét nghiệm là gì ạ, siêu âm, xét nghiệm chụp X quang rồi thì xét nghiệm máu, sau đó người ta nhận cái kết quả đó và người ta phân tích xem mình bị gì, lúc đó người ta mới đưa ra pháp đồ điều trị. Mình cũng vậy, mình bây giờ phải giống như một người bác sĩ là gì ạ, mình nhìn chỉ số nào đang bị sai, đang bị lỗi thì lúc đấy mình mới chuyển ra phương pháp là gì ạ, sửa chữa, sửa như thế nào. Chúng ta không thể áp dụng những xe này với xe khác được, không thể áp dụng xe này với xe khác được, vì mỗi một xe là một khác, là một cái khác nhau, nên chúng ta không thể áp dụng xe này cho xe kia được, đúng không ạ? Áp dụng xe này xe kia nó chỉ đúng hoặc là với những cái xe gọi là ban bệnh thường liên của xe đấy, hoặc là với những dòng xe gọi là chế cơ ngày xưa hoặc cơ khí ngày xưa thì gọi là ban bệnh. Còn đối với xe điện tử, chúng ta phải hiểu được vấn đề học điện, chúng ta phải học và hiểu được nguyên lý về điện, hiểu về điện. Chúng ta không thể nào mà học điện cho các anh có thể nhìn em làm cũng được, mọi người không hiểu được bản chất, đó là như vậy. Có ý đúng không ạ? Ok không ạ? Rồi, đó là những cái vấn đề vẫn chia sẻ cho mọi người. Nên là tại sao em khuyên mọi người là chúng ta nhìn những cái cảm biến này nó trong vòng khoảng sau này ấy, một vài buổi nữa mọi người nhìn cảm biến này trong vòng 1 phút, bỏ ra 1 phút mọi người biết ngay nó sống nó chết, nó đứt dây nào mọi người nhìn thấy ngay được rồi, trong vòng 1 phút thôi. Nên là mọi người hình dung ra được cái vấn đề mà em chia sẻ cho mọi người là mọi người phải hiểu được cái vấn đề là như vậy, đúng không ạ? Bỏ ra 1 phút thôi. Rồi mọi người cứ thực hành luôn đi. Cứ đúng xem có đúng như thế không, đúng không ạ? Ngày mai thực hành luôn, anh em đều trong, em nghĩ trong nhóm mình rất nhiều anh em đều có máy rồi, chúng ta thử xem có đúng như thế không, đúng không ạ? Cái sự ảnh hưởng của nó rất là nhanh, cảm biến TB rất nhạy, đúng không ạ? Rất là nhạy, nó điều khiển chính xác, điều khiển phun xăng máy lửa hoàn toàn luôn, nên là chúng ta phải làm việc như vậy. Nên là một số anh em vừa rồi là tăng cái điện áp TB lên mục đích để làm gì, để tăng cái răng lên mà tăng thời gian phun xăng, nhưng thực tế là sau này mọi người hình dung ra được là nó bị lỗi đấy, lỗi. Chúng ta phải hiểu được nó lỗi đâu, nó gây ra hiện tượng hụt giật là nó đang vì do cái buồng đốt của chúng ta, cái phản ứng cháy của chúng ta là không tốt, nó không được sinh công được tốt, lúc này nó phản ứng là gì ạ, công cái cơ khí của chúng ta, cái công ấy sinh công, tức là cái xe của chúng ta bị hụt, bị hẫng, đó là vấn đề như vậy, đúng không ạ? Ok không ạ? Rồi ngày mai anh em nào có máy thử luôn nhá, máy nào cũng được, em khuyên là máy nào cũng được, tốt nhất là máy smart tool thì sau này em sẽ phân tích chỉ số liên quan đến smart tool là nhiều, còn những cái chỉ số này thì máy nào anh cũng dùng được. Rồi, anh em nào ở tỉnh ấy đang làm nên cái đang làm ấy, muốn cung cấp cái thiết bị máy smart tool thì liên hệ bên em. Em là phân phối đại lý. Đó. Hỗ trợ máy trọn đời luôn, bảo hành trọn đời, hỗ trợ kỹ thuật trọn đời luôn. Rồi. Đấy nhá. Tiếp tục nhá, chúng ta tiếp tục vấn đề. Rồi những cái video này thì em đều gửi trên YouTube nhá. Rồi chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Rồi bây giờ mọi người sẽ phải, khi chúng ta hiểu được cái ảnh hưởng, cái sự ảnh hưởng của cảm biến, khi cảm biến TB của chúng ta tác động đến gì ạ, gửi tín hiệu về ECM nó sẽ tác động như thế nào, thì đấy là cái nguyên lý hoạt động của cảm biến TB. Thì bây giờ chúng ta phải tìm hiểu cái cấu tạo của cảm biến TB, nó có những dạng nào và nó như thế nào. Thì bắt đầu chúng ta hiểu về cấu tạo thì chúng ta hiểu được là nó hỏng ra làm sao, rồi chúng ta mới có phương pháp để sửa chữa, đúng không ạ? Thì ở đây mọi người sẽ hình dung ra được cái cấu tạo như này. Mọi người dùng như này, cái cấu tạo thì bây giờ chúng ta sẽ hiểu cái cấu tạo ở cảm biến TB nó cấu tạo từ cái gì, nó bản chất của cảm biến TB là cái gì thì chúng ta sẽ phải tìm hiểu nhá. TB cảm bản cấu tạo của cảm biến TB nó có hai loại trên thị trường. Mọi người hình dung là TB nó có hai loại trên thị trường, đó là một loại cảm biến TB đối với dòng Honda thì nó sử dụng cái loại thoạt quẹt than điện trở, nó giống hệt như con cảm biến TB có một con biến trở của mọi người đang sử dụng hay còn gọi là con chiết áp. Mọi người hình dung ạ, nó bản chất nó giống như là một con chiết áp mà thôi. Nó ra quạt quẹt quan điện thở, quẹt than điện trở. Mọi người thấy được là gì ạ? Mọi người hình dung như này, cái cảm biến TB của mọi người là giống, nó là một loại quẹt than điện trở, quẹt than điện trở nha. Thì mọi người sẽ hình dung ra được quẹt than điện trở này thì một thời gian nó hỏng, thời gian sau sử dụng bây giờ nó hỏng rất là nhiều. Mọi người thấy được là gì ạ? Mọi người hình dung như này, mọi người hình dung như này nhá, cái việc cảm biến TB nó làm như nào? Nó là dòng Honda ấy. Mọi người thấy là dòng Honda hỏng nhiều không? Mọi người thấy được là cái việc là dòng Honda, mọi người thấy dòng Honda hỏng nhiều không? Dòng Honda có TB, cảm biến TB hỏng nhiều không? Anh em thấy với câu hỏi nhá, để hiểu được cái cấu tạo và sau này mọi người sẽ biết được nó hỏng như nào. Được chưa? Nó là một dạng quẹt than điện trở, đúng không ạ? Mọi người hình dung nhá, nó là một dạng quẹt than điện trở, quẹt than điện trở ấy, thì cái tỷ lệ hỏng sau này nó rất là nhiều, đối với dòng Honda cực kỳ nhiều, giống như là dòng PCX. Nó hay hỏng ở cái điểm cao, đứt điện, đứt mạch hoặc là winner cũng hay bị hỏng rất nhiều.
Còn cái việc Yamaha, Piaggio, có anh em nào sửa Piaggio chưa? Có anh nào sửa cảm biến TB của Piaggio hoặc là sửa cảm biến TB của Yamaha chưa? Có anh nào thay được chưa? Có anh nào thay được chưa? Mọi người comment tương tác đi, vì tầm này cuối giờ muộn rồi, mọi người học nó cũng sẽ bị khó vào. Ngày mai chúng ta sẽ học về cảm biến TB cực kỳ hay luôn. Em sẽ giải thích cho mọi người lo những cái chế độ phun xăng khác nhau hoàn toàn. Chế độ phun xăng khác nhau nha. Chế độ phun xăng khác nhau. Ở TB, chúng ta bây giờ chúng ta sẽ hiểu được lúc nãy là chúng ta thấy được sự ảnh hưởng của cảm biến TB rồi, trực tiếp đến các cái thời gian phun xăng và góc ảnh hưởng trực tiếp luôn rồi. Và sau bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu tạo của nó. Cứ bình tĩnh nhá. Ngày mai chúng ta sẽ còn buổi tối ngày mai nữa cực kỳ hay về TB. Rồi. Chỉ số rất là rõ ràng cho chúng ta. Rồi Yamaha nhá, anh em nào mà sửa mà thay được cảm biến TB của Yamaha hay là Piaggio ấy, Piaggio có rồi, Piaggio thì nhiều anh em sửa rồi. Đúng không ạ? Rồi, TBIA có rồi đúng không ạ? Có hỏng. Có, tất nhiên nó sẽ bị có tỷ lệ hỏng rất có tỷ lệ hỏng như tình cực kỳ ít. Còn cái dòng Honda cực kỳ nhiều nhá. Rồi, bản chất nó là một con TB, nó là một con quẹt than điện trở thôi. Dòng Honda nó cực kỳ dễ hỏng. Rồi. Rồi. Cái TB của chúng ta ấy, ở đối với dòng Piaggio ấy, nó bị rất là nhiều. Piaggio bây giờ chúng mọi người sẽ thấy được nó bị nhiễu đúng không ạ? Khi chỉ số, khi chúng ta nổ garanti bắt đầu thấy chỉ số nó cứ nhảy lên, nhảy xuống, nhảy lên, nhảy xuống, nhảy luôn, nhảy xuống, đúng không? Cái TB ấy, TB của Yamaha của Piaggio ấy, không biết em còn lưu lại cái video đấy không? Mọi người sẽ thấy được cái chỉ số của TB của Piaggio ấy, khi để garanti ấy là nó cứ nhảy nhiễu lên, nhiễu xuống, nhảy lên, nhảy xuống, nhảy lên, nhảy xuống, nhảy lên, nhảy xuống. À em không bán ECM hay cả đâu nhá. ECM không bán. Cảm biến vừa rồi có một số ít cảm biến của một số anh em gửi cho thôi. Thì có một số cảm biến xịn, hàng xịn. Còn em ít khi bán cảm biến lắm, bán phụ tùng lắm. Em chỉ cung cấp thiết bị thôi. Cung cấp thiết bị thôi. Cảm biến thì có một số cái cảm biến vừa rồi có một số cảm biến TB mấy cái cảm biến Vania CV mới có cảm biến IAT. Có một số mua của hàng lắp ráp nhà máy. Rồi. Rồi ok mọi người, đây dùng nhá, chúng ta cùng thư giãn một chút thôi. Thì buổi giờ cũng là cuối giờ rồi thì mọi người học thì nó sẽ cũng khó vào hơn vì lúc hồi muộn. Anh em làm cả ngày rồi vất vả rồi. Đến tối bắt đầu lại ngồi nghe cái lý thuyết nó đau đầu, đúng không? Liên quan đến điện nó đau đầu. Đúng không? Rồi hình dung ra được ạ. Khóa học em và nói chung là thay đổi cái góc nhìn, thay đổi cái tư duy, thay đổi cái góc nhìn của mọi người về cái chiếc xe. Chúng ta nhìn xe như một con người, chúng ta nhìn nó như một con người thôi, đúng không ạ? Chúng ta phải hiểu được bản chất của nó, hiểu được từng cảm biến. Sau này chúng ta sẽ ghép từng cảm biến một để chúng ta tìm ra được cái lỗi logic ở trên xe. Còn để mà xác định được cảm biến sống chết ấy, cực kỳ đơn giản, mọi người chỉ bỏ ra 1 phút là chúng ta xác định được tất cả các loại cảm biến sống chết ở trên xe rồi. Nó cực kỳ đơn giản. Ngày mai sẽ xác định cho mọi người biết được là cái đứt dây nào luôn, cảm biến TB của chúng ta 3 giây, chúng ta nhìn trên máy chẩn đoán chúng ta biết ngay nó đứt dây nào. Đúng không ạ? Tất cả các slide của em đều có hết. Đây, slide đều có hết, đứt dây, ví dụ như là đứt dây này, đứt dây nguồn VCC 5V báo luôn trên máy chẩn đoán báo như nào, chỉ số như nào. Cực kỳ đơn giản, đấy những cái chỉ số liên quan đường dây nó rất là dễ. Còn cái việc mà phân tích sau này nó ảnh hưởng đến logic thì nó khác. Đúng không ạ? Rất khác luôn. Rồi, hôm nay buổi hôm nay có hữu ích không ạ? Mọi người comment đi ạ. Chúng ta giao lưu thôi. Tầm này cũng muộn quá rồi, nhiều anh em cũng khó mệt mỏi đúng không ạ? Có mờ không ạ? Mọi người nhìn thấy mờ không ạ? Âm mai đào bóng à? À, mọi người comment nhá. Comment này. Giao lưu chút thôi, ngày mai chúng ta tiếp tục. Mai vào bóng thì không biết mấy giờ là bóng anh. À, vâng, chào anh Lợi Nguyễn ạ, đúng không? Yêu thầy. Vâng, cảm ơn mọi người. Vâng, cảm ơn mọi người. Cái bản chất là khi trên những cái cảm biến này ấy, chúng ta nhìn nó cực kỳ dễ để mà biết nó sống chết. Ví dụ bây giờ em sẽ thấy được mọi người nhìn thấy nếu đứt dây nguồn ấy, trên máy chẩn đoán nó báo như nào luôn. Nếu đứt dây tín hiệu trên máy chẩn đoán báo như nào, đứt dây mát báo như nào luôn. Nó rất là rõ ràng. Vâng.
Rồi đó là những cái cách mình chia sẻ. Mọi người đừng vội vàng làm gì cả, đúng không ạ? Chúng ta làm nghề không nên vội. Vâng. Rồi trong những cái slide em chia sẻ ở đây nó rất là chi tiết. Vâng, chào anh Mậu Hoàng. Vâng. Ôi, anh Hải đang ngủ sớm đấy. À thế mai vẫn học tốt đúng không? Học tốt. Mai học xong thì chúng ta nhậu luôn online đúng không? Học online cũng nhậu online được luôn không? Đúng không anh Bằng, gặp nhau trực tiếp nó mới hay đúng không? Nhìn nhau đã thấy vui rồi, nhìn nhau lại thích rồi đúng không? Vâng, cảm biến TB của chúng ta mà nó lỗi là khi cảm biến TB của chúng ta, mọi người lưu này, khi cảm biến TB của chúng ta nó khi chúng ta đặt ở vị trí không độ ấy, à ví dụ chúng ta nhả hết tay ga nó phải đứng im một chỗ, còn nếu nó bị nhiễu thì tức là cảm biến đang có vấn đề. Một là cảm biến chúng ta đang bị lỗi bên trong về cái vấn đề cảm biến TB, hai là cái đường ở ngoài bên ngoài chúng ta đang bị nhiễu về do cái tín hiệu điện, một là do cao áp hay đường đường điện nào đó chúng ta bị nhiễu ảnh hưởng thì nó sẽ bị gây ra ảnh hưởng bị nhiễu TB. Còn nếu không ấy, và còn không thì lúc ấy cảm biến TB của chúng ta bị hỏng rồi anh nhá. TB khi chúng ta để nó ở vị trí không độ hay chúng ta nhả hết tay ga, chúng ta nổ máy cả ngày cả đêm hay bất kỳ lúc nào cũng được, nó phải đứng im một chỗ không được phép thay đổi thì đấy mới đúng. Còn tự nhiên nó bị nhiễu tức là một là cảm biến bị chúng ta bị lỗi, hai là cảm gì ạ, hai là cái vấn đề, hai là do được bị nhiễu tín hiệu điện bên ngoài đúng không ạ. Vâng, đang có một số anh em có tuổi, một số anh em có tuổi đang có mong muốn là muốn em in cái file giáo trình nhá, giáo trình này của em này, file này giáo trình tức là cái slide em đào tạo thì em đang có ý định là muốn in cho mọi người, thì đang đang nghiên cứu mấy cái bìa sách, chưa biết bìa nào đẹp. In cái mấy cái bìa này, bên là giáo trình nhá, không phải là tài liệu, giáo trình những cái slide em đào tạo này là in thành quyển luôn, in thành quyển để mục đích là quảng bá luôn đúng không ạ? Giới thiệu với mọi người, quảng bá luôn cái thương hiệu để đi giáo trình này đi nó nhanh hơn. Và mai vẫn học bình thường nhá. Đây em đang làm những hai cái bìa sách giáo trình, giáo án ấy, giáo án đào tạo tức là cái phần slide của em có gì trong này nó sẽ có để phù hợp với một số anh em, nhiều anh em đang học trực tiếp bên em ngày xưa là không sử dụng tài liệu. Ngày xưa em đào tạo là không sử dụng tài liệu nên là nhiều anh em có nhiều anh em về nhà nó sử dụng là nhiều lúc muốn ôn thì hơi khó. Em đang làm hai cái giáo trình dạng như này. Làm bìa in thành quyển luôn, làm cuốn sách để đời đúng không ạ, lưu truyền dân gian. Vâng. Có một số anh em là có tuổi muốn, hoặc là một số anh em muốn là những cái phần này thì trong cái giáo trình này của em có tất cả các slide, ví dụ như là của tiếng Anh chuyên ngành, rồi cách đọc hiểu sơ đồ rất chi tiết ở bên trong, rồi có phân tích dữ liệu, có tất cả các cảm biến, kiểm tra cảm biến, chỉ số thông số cảm biến, rồi thời gian phun, tất cả mọi thứ đều có, rồi có cả có cả phần Smart Key ABS trong này hết luôn, có như là cái phần slide em dạy cái gì thì ở trong này có hết cái đấy. Vâng. Vâng. Vâng, cái này thì thực tế là mục đích ngày xưa em, anh em học viên bên em biết rồi, em gần như em không bao giờ em nói là muốn tài liệu gì cả, nhưng mà thực tế khi nhiều anh em comment lại, phản hồi lại là muốn, mong muốn và có tài liệu để về nhà nó học dễ hình dung hơn. Thì nên là sắp tới sẽ cũng phải in cuốn tài liệu. Đây là giáo án chứ không phải tài liệu nhé, gọi là giáo án đi, em không gọi tài liệu. Rồi, đúng không ạ? Một số anh em ngày xưa học bên em thì gần như là không bao giờ em nói đến tài liệu hay giáo án gì cả. Học là phải hiểu, phải nhớ, áp dụng. Rồi, rất nhiều anh em thì đang muốn đấy như vậy, phản hồi lại là muốn có những cái cuốn này thì khi học nó sẽ dễ hiểu hơn. Thì chắc sắp tới là em cũng phải làm những cái cuốn này để phát cho anh em học viên. Đó, để anh em về ôn lại, vừa học vừa ôn lại, có thể là học bài trước, sau đó đến không hiểu thì hỏi thì sẽ trực quan hơn. Tặng được không? Bây giờ em in tặng được không? Bây giờ em in quyển này tặng được không? Tặng mọi người được không? Bây giờ mọi người, bây giờ em in quyển này tặng được không? Vâng, em vẫn có lớp tỉnh mà, em vẫn đi đào tạo tỉnh nhiều mà. Đào tạo ở tỉnh, tạo điều kiện cho anh em ở tỉnh chưa có thời gian, sắp xếp thời gian đi. Thì đây là em có đang liên kết và đào tạo ở tỉnh nhiều mà. Anh em nào muốn làm được thì liên kết tỉnh nhá. Em không gọi bí kíp gì cả. Cái không bí kíp, đây là giáo án của em. Đây là những cái phần em đào tạo thì em ở đây. Anh em nào mua của em khi học thì mới hiểu được, đúng không ạ?
Nếu anh em mua về không hiểu đâu. Bây giờ mà tặng được không? Bây giờ in tặng được không? Có nhiều nó sơ đồ là, in tài liệu tốn tiền lắm mọi người ạ. Mấy trăm trang tốn tiền lắm. Sơ đồ mạch điện thì đây là cách phương pháp đọc nha mọi người, hình dung nha. Ở đây trong tài liệu của em là phương pháp đọc đọc hiểu sơ đồ chứ không phải là đọc tài liệu. Vì tài liệu em muốn mọi người sử dụng ngay ở trên cái phần mềm Omoto chứ đừng mang theo quyển này. Rồi, tặng được không? Vâng, anh này anh Đỗ cao thủ rồi. Bây giờ mà in tặng được không ạ? Thôi vui mọi người thôi, vì nó cái số lượng cái in cuốn tài liệu này nó khá đắt. Khá đắt. Nó in toàn in màu hết, em đóng quyển luôn. Đóng quyển in màu. Nói chung là gối gọi là cuốn sách để mình có lưu truyền lại dân gian tí. Đúng không ạ? Vâng, hết dịch thôi. Anh Phi, anh Trần Phi Cơ đúng không ạ? Anh Trần Phi Cơ đúng không ạ? Anh tổ chức ở Sóc Trăng đi, để bay vào Sóc Trăng à? Đội ngũ lúc nào cũng sẵn sàng đi, đúng không? Vâng, Vĩnh Phúc có nhá. Sắp tới đi các tỉnh mà. Đợt này dịch chứ vừa rồi em có lịch đi các tỉnh rất là nhiều. Vâng, về tỉnh nào cũng được, anh em cứ kết nối anh em thôi. Cứ liên hệ bên em, sắp xếp. Em sẽ sắp xếp được chương trình. Đào tạo các tỉnh mà em vẫn đang đào tạo các tỉnh, như vừa rồi là dịch nên là phải hoãn lại. Vừa rồi Thanh Hóa này, ở Thanh Hóa này, ở Thái Nguyên này, ở Phú Quốc rất là nhiều. Sắp tới có vài tỉnh nữa, đúng không? Vâng, anh Lành thì cao thủ rồi, anh Lành Lành lắm, tên anh ấy rồi, nói lên tên của anh ấy rồi. Vâng, vâng, anh Trần Phi Cơ nhá, liên hệ nhá, kết nối Sóc Trăng để về Sóc Trăng à. Đúng không? Vâng, Đồng Nai cũng được. Nói chung là ở đâu cũng được, mọi người cứ kết nối thôi. Vâng, đâu cũng được ạ. Em muốn đi tất cả các nước luôn. Thứ nhất là để muốn chia sẻ cho mọi người, và thứ hai được đi du lịch tất cả các khắp nơi, mỗi một địa phương mình muốn đặt chân đến, đúng không ạ? Cả nước mình đi hết luôn, xuyên Việt luôn, đúng không ạ? Hưng Yên ngay đây thì lên trên này được mà anh, gì phải Hưng Yên ngay đây mà. Hưng Yên đi mấy chục cây, anh em Hưng Yên về đây nhiều mà. Rồi, đây là hai cái bìa mà em đang dự kiến là làm như này. Theo mọi người cái bìa nào đẹp hơn? Đây là mấy cái bạn kỹ thuật bạn vừa soạn vội buổi chiều thôi, chưa có ý định gì cả. Đây là hai cái bìa sách mà em định làm như này. Vội buổi chiều nay thôi, chưa in hết. Vâng, Nam Định có kết nối. Rồi, học trực tiếp thì nó sẽ hiệu quả hơn rất nhiều, vì mọi người được tương tác, mọi người được hiểu, mọi người được làm ngay thì nó sẽ dễ hình dung, dễ hiểu hơn. Còn cái việc online này chỉ mục đích là chia sẻ cho mọi người khi chúng ta làm từ xa trong thời gian này thôi. Còn mọi người nên, chúng ta nên học, học đâu cũng được. Nên học đâu cũng được, em nói rồi, lên nào cũng được, đâu cũng được. mọi người lên học, học đâu cũng được, em thấy nên học, học đâu cũng được. Luôn luôn học hỏi đúng không ạ? Rồi. Rồi, ok mọi người. Lên đi học, học đâu cũng được, vì chúng ta sẽ thấy được cái góc nhìn nó khác hoàn toàn. Về Bắc Giang luôn, Bắc Giang quê ngoại em đấy. Bắc Giang quê ngoại luôn, về quê ngoại luôn. Kết anh em kết nối Bắc Giang đi để em về quê ngoại em luôn. Đào tạo quê hương, xây dựng quê hương nhà mình, đúng không ạ? Nghệ An cũng được, anh em cứ kết nối đi ạ, kết nối. Anh em nào mà muốn tổ chức ở khu vực của mình ấy, cứ nhắn tin trực tiếp với em. Anh em kết nối nha. Vâng, cái bìa sách nó rất nhiều. Đây là hôm nay mới soạn qua một chút thôi, mới có. Vâng, đây là mới soạn qua 15 phút thôi. Cái bạn kỹ thuật bạn ấy soạn qua 15 phút thôi. Còn ngày mai muốn chỉnh chu, em muốn làm nó đẹp hơn để nhìn, thứ nhất là bắt mắt, thứ hai nó làm nó để đời mà. Khi mình in sách ra thì mọi người bắt đầu đọc ra, bắt đầu thấy sai, bắt đầu mới bóc phốt nhiều. Thì lúc đấy mình mới được nổi tiếng. Chứ còn mình đi chia sẻ như này nhiều lúc không nổi tiếng mà bị bóc phốt đâu. Nhiều lúc bóc phốt lên nó nhanh nổi tiếng. Nên là chẳng may có anh em nào bóc phốt lên thì khi lại được nổi tiếng nhanh hơn, đúng không? Và ok mọi người. Thì đây là cái việc mà sắp tới em sẽ có cái việc là sản xuất in ra những cái cuốn giáo án. Đây là giáo án nhá, không gọi tài liệu. Đây là giáo án, vì thực tế cái chương trình em dạy như nào thì ở trên này nó sẽ có như thế.
Anh em nào muốn đặt thì sẽ tặng nhá. Vâng, về đâu cũng được. Sẽ tặng quên tặng. Sau này rồi ngày mai sẽ giải thích tiếp. Rồi, hôm nay chỉ thế thôi. Giới thiệu mọi người qua cái bìa để mọi người chọn. Vừa hôm nay mới soạn qua, mới vẽ qua cái này được 15 phút thôi. Đấy, ngày mai mà anh em nào muốn đặt ấy, thì ngày mai có cực kỳ ưu đãi luôn. Được. Chốt ngay ngày mai luôn. Đúng không? Ngày mai sẽ giải thích cho mọi người trong cái slide. Trong cái slide của em rất là nhiều vấn đề, trong đó phân tích dữ liệu, phân tích chỉ số, cái công thức. Mọi người phải hiểu là chúng ta sẽ phải có công thức để chúng ta làm. Công thức có nghĩa là công thức là gì? Chúng ta sẽ phải biết được cái chỉ số nào liên quan đến nhiên liệu, liên quan đến cơ khí, liên quan cao áp để chúng ta nhìn vào những chỉ số đó. Vì mọi người hình dung ra được là không phải xe nào nó cũng giống xe nào đâu, mà chúng ta phải hình dung ra được cái công thức nó sẽ có chỉ số, nó sẽ nghiêng về cái chỉ số đấy, thì lúc đấy mình sẽ biết được là nó ở khu vực nào để chúng ta cần quan tâm, để chúng ta khoanh vùng vào. Được ạ, lỗi, ba cái lỗi chúng ta cần quan tâm đó là nhiên liệu, cơ khí và cao áp, ba cái phần. Thì nhiên liệu chúng ta phải biết được kim phun, bơm xăng, rồi vấn đề nào nữa, đúng không ạ? Rồi thì nhiên liệu, cao áp thì chúng ta nhìn thế nào, rồi thì cơ khí chúng ta kiểm tra thế nào, nhìn chỉ số làm sao. Đó là như vậy. Trong cái bài học sẽ có slide em chỉnh sửa rất là nhiều rồi. Một số anh em học viên cũ chắc là nhìn thấy những cái slide em thay đổi rất là nhiều. Và một số anh em sau khi học khóa trước và học khóa sau đã thấy nó thay đổi rất nhiều. Đúng không ạ? Phải cập nhật liên tục. Và mỗi lần anh em phản hồi lại là phải sửa đổi lại, sửa đổi ngay để bắt kịp với anh em. Làm thế nào mục tiêu của em là đơn giản dễ hiểu. Đó là như vậy. Đơn giản dễ hiểu và phải làm. Nhưng cái cuối cùng ấy, chia sẻ cho mọi người và mọi người phải làm, chứ mọi người học mà nói hay ấy, mà không làm thì nó không có kết quả. Nên bắt buộc phải làm, cái phương pháp của em là phải làm. Đúng không ạ? Phải làm nhá. Mọi người lên mua một cái lên mua một chiếc xe về đi. Lên mua một chiếc xe, hoặc là anh em mà chưa có điều kiện thì mua vài cái máy đọc lỗi đời cũ cũng được, hoặc là chúng ta lên mua thì chúng ta lên mua những cái máy đời mới thì nó sẽ bị đỡ bị lỗi thời hơn. Còn không thì chúng ta có thể mua, điều kiện chưa có thì chúng ta phải mua những máy đời cũ. Em thấy bây giờ bán rất là nhiều. Thì chúng ta mua vài triệu đồng về chúng ta làm. Sau đó chúng ta mua một chiếc xe SCR về, chúng ta vừa mông má vừa trải nghiệm về. Sau đó chúng ta về chúng ta chỉnh cò, chỉnh súp áp cho nó ghi súp áp đi. Chúng ta làm cho kim phun bị tắc đi, rồi chúng ta làm cho bơm xăng yếu đi, chúng ta nhìn chỉ số như nào, chúng ta làm cho cao áp chúng ta yếu đi. Chúng ta nhìn chỉ số trên máy chẩn đoán nó như thế nào thì lúc đấy mọi người mới khỏe được, mọi người mới mạnh được. Đúng không? Chứ không thể nào mà mọi người nói là bây giờ chúng ta học ở trên này mấy buổi, học ở lớp mấy buổi về mọi người giỏi ngay, không có. Mọi người phải ôn luyện, đúng không ạ? Văn ôn võ luyện, chúng ta phải luyện tập liên tục. Lúc đấy mọi người mới hiểu được. Đúng không ạ? Mua xe rồi mọi người trải nghiệm nó đi, xong mọi người dọn dẹp đây, mọi người mông máu lên, xong mọi người bán kiểu hóa vốn được. Mọi người được rất nhiều thứ ở trong đấy. Mọi người hiểu được vấn đề, hiểu được cái tự tin. Lúc ấy khách, xe khách đến mình tự tin mình làm việc, lúc đấy mới khác đi. Đúng không? Lúc đấy mới đầu mới chuyển sang tư vấn chứ không phải là sửa chữa nữa. Đúng không? Lúc ấy bắt đầu chuyển sang tư vấn, là tư vấn cái này, tư vấn cái kia và nhìn chỉ số này biết ngay nó bị làm sao và làm thế nào. Ngày mai sẽ chia sẻ cho mọi người vài cái chiêu và cái vấn đề là liên quan đến chỉ số, đúng không? Rồi ok. Đây là cái giáo trình. Khoe mọi người tí thôi. Khoe mọi người chút thôi. Và ok mọi người. Thôi mọi người đi ngủ thôi, chúng ta nghỉ thôi, muộn rồi. Ngày mai chúng ta lại tiếp tục. Ngày mai tiếp tục 8:30, 20:30. Em thấy mọi người mua cái xe về nó chẳng có gì cả. Chẳng lỗ gì đâu. Mọi người yên tâm đi, vì mọi người mua giá thợ rồi, mọi người trải nghiệm chán đi, chỉnh cò, chỉnh súp áp cho nó ghi đi, cho nó yếu hơi đi, rồi cho nó gì ạ? Cho nó tắc kim phun đi, cho nó yếu bơm xăng đi, xem chỉ số như nào, lúc đấy mọi người mới khỏe được, mọi người mới mạnh được. Mọi người nhìn chỉ số và trong đấy mọi người muốn phân tích dữ liệu, mọi người phải nhìn vào những chỉ số nào để biết được là cái nó như thế nào, đúng không ạ? Phải hình dung. Em nói là mọi người sau này, sau những cái phần học vài buổi này thôi, mọi người sẽ thích sửa xe điện tử hơn rất nhiều. Vì điện tử mọi người giao tiếp được với nó, mọi người mới hiểu được. Đúng không ạ? Giao tiếp với xe điện tử vì mình giao tiếp được nó, mình hiểu được nó đang nói gì với mình. Nó rất dễ, còn sửa xe cơ ấy, anh sẽ bắt đầu anh phải mò. Vâng, thôi xin chào mọi người. Chào 300 anh em nhá. Thì nhiều lúc muốn dừng livestream lắm nhưng mà vẫn còn khoảng lúc nào còn hơn 200 anh em xem theo dõi. 300 chứ, gần 300 anh em theo dõi. Và ba anh em nhớ. À, anh Phát đây rồi. Chào anh Phát. Rồi chào mọi người. Hẹn mọi người vào 20:30 tối ngày mai. Rồi bây giờ vẫn còn một số anh em là đang gọi điện bây giờ này. Ô em nói thật nha, khi em nói nha, nhiều lúc anh em thấy bắt đầu xe vị và xe cũ ấy tăng giá ở bầm. Ngày xưa bán 7 triệu không ai mua,
sau tranh nhau 7 triệu rưỡi tăng giá luôn. Đó, nhiều anh em thử xem. Vâng, em tháng tháng mấy vừa rồi, tháng 4 vừa rồi em dạy trong Phú Quốc, đào tạo trong Phú Quốc. Lịch là đang tháng 7 này trong Phú Quốc đấy, nhưng mà chưa biết được có đi được không. Dịch. Anh Thanh Tùng là đang ở ở ở ở tỉnh nào anh? Anh Thanh Tùng ấy. Anh Thanh Tùng như học mấy lớp FI online với lại Smart Key online rồi thì phải đúng không? Rồi xin chào mọi người và em dừng livestream đây nhá. Lần nào cũng muốn dừng nhưng mà thấy nhiều anh em vẫn theo dõi quá nên là không biết dừng kiểu gì. Rồi ok, hôm nay chúng ta dừng ở đây. Hẹn mọi người vào 20:30 tối ngày mai chúng ta tiếp tục vào cảm biến TV. TV rất hay nhá, TV rất hay, cảm biến TV. Đúng không ạ? Rồi cảm biến TV. Chúng ta sẽ tiếp tục vào ngày mai. Đây là khoe mọi người một chút thôi về cái bìa sách để cho mọi người chọn xem cái bìa nào đẹp. Đúng không ạ? Cái này với thiết kế trong vòng 15 phút. Bạn kỹ thuật bạn thiết kế trong vòng 15 phút nó như này. À ở Nha Trang à? Ui, anh Tùng tổ chức ở Nha Trang đi. Đi Nha Trang luôn đúng không ạ? Du lịch Nha Trang luôn đúng không ạ? Đà Nẵng Nha Trang. Mục đích của em là đi chia sẻ mọi người. Thứ hai nữa được đi du lịch. Đó là hai cái vấn đề. Đúng không ạ? Hai cái vấn đề chính. Mỗi một nơi mình đi đâu gái là có người anh em bạn bè thân thiết sướng đúng không ạ? Thôi rồi. Oh, ok, bây giờ chúng ta dừng nhá, dừng livestream đây. Quên mất từ nãy bảo dừng rồi mà vẫn cứ để đây. Rồi hai cái bìa sách đẹp không ạ? Comment gái. Rồi chúng ta sẽ dừng ở đây nhá. Hẹn mọi người vào 20:30 tối mai. Rồi cảm ơn mọi người. Ôi, gần 2.000 bình luận rồi đấy mọi người ạ. Gần 2.000 bình luận rồi. Rồi, xin chào 300 anh em. Chúng ta sẽ dừng livestream đây. À, 200 thôi nhỉ. Rồi, xin chào.